khác có được một phần nào đó dân số của các anh chị em tạo ra. Các anh chị em nên nhớ một điều như thế này. Ở đây Vũ chỉ chia sẻ cho các anh chị em nhìn góc, những cái góc nhìn để các anh chị em biết cách để mà tập trung. Cái đầu tiên mà các anh chị em phải suy nghĩ đi, cái chính sách của Rao Quanh hấp dẫn nằm ở cái chỗ nào? Chính sách Rao Quanh hấp dẫn nó nằm ở chỗ là khi các anh chị em xây dựng hệ thống, các anh chị em sẽ có tới tỷ lệ 1-1, 1-2 và 1-3. Đúng chưa? Và khi mà chúng ta cùng làm á, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ thường hay rơi vào cái gọi rằng là gì? Sẽ có hai nhóm, nhóm trái và nhóm phải, nó sẽ có sẽ có sự chênh lệch với nhau. Và cái lúc này nó có thể có là tỷ lệ 1-3 rất là nhiều. Thì các anh chị phải nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta làm cùng nhau như thế, tuyến trên và tuyến dưới và những người khác cùng nhau làm, thì sao? Thì các anh chị em sẽ thấy được một điều rằng là 10 phần người ta làm hết, mất cho mình 7 phần. Mình còn có làm có 3 phần. Đúng không ạ? Đấy là 1-3 mà. Thì mình phải thấy được một điều rằng là giống như một ngôi nhà 100 tầng. Ngôi nhà cao nhất thế giới đi. Ví dụ cho là 100 tầng đi. Đúng không ạ? Thì hệ thống và những người khác, những người tuyến trên, nhiều khi đã giúp cho các anh chị em đã xây mất 70 tầng. Mà các anh chị em chỉ làm có khoảng 30 tầng thôi. Nền móng người ta làm hết rồi. Ta xây lên 70 tầng rồi. Người ta nói với các anh chị làm chỉ cần 30 tầng thôi. Là cái tòa nhà 100 tầng đó là của chúng ta. Là của các anh chị. Các anh chị phải để cái đó trong đầu mình. Và các anh chị em lấy ví dụ đó và chia sẻ cho mọi người cái khái niệm đó. Các chị vô ạ. Chứ đừng có như cái máy. Có nghĩa là trong quá trình mình đi làm kinh doanh á, mình hạn chế, mình biến thành một cái máy. Là có sao nói vậy. Mà mình phải liên tưởng với cuộc sống. Các chị vô ạ. Mình cứ lấy ví dụ chung cư mình đang ở đi. Hoặc là mình đi ngang mình chung cư mình nói lấy chuyện đó. Bạn thấy đó. Khi bạn làm hệ thống. Trước đây bạn đi làm hệ thống hay bạn làm bất cứ công việc gì, bạn làm sức bao nhiêu thì bạn được nhận bấy nhiêu. Lâu lâu có thêm bo thưởng thêm xíu. Gần như không có được sự hỗ trợ từ những người khác. Người khác chỉ hỗ trợ cho bạn bằng là gì? Bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng những cái gọi là những cái buổi giao lưu gặp gỡ. Chứ người khác không có hỗ trợ cho bạn doanh số được. Bạn không tin, bạn đi thử đi. Bạn đi thử tới tất cả các công ty hệ thống Kinjara Cup, mà phần lớn của các công ty mà các anh chị em thấy như là Lô Hội, Unicity, hay Amway, hay Herbalife, hay rất nhiều công ty gọi là bán hàng trực tiếp, bán hàng hệ thống. Hay tất cả những cái công ty mà affiliate là các anh chị em giới thiệu đường link cho họ đó. Các anh chị em tuyển gọi là F1. Chứ không ai gắn xuống cho các anh chị thành F2, F3, F4, có doanh số đâu. Các anh chị vô. Thì cái chính sách này nó rất là hay. Chính sách rất là hay. Nhưng mà chính sách hay ở chỗ Rao Quanh có điểm đó là gì? Thay vì trước đây có rất là nhiều công ty họ cũng làm theo mô hình là gì? Trái phải nhị phân. Thì đa phần những công ty á, nhị phân á, nó hay sụp đổ lắm. Nếu mà Vũ nói các anh chị ở cái đất nước Việt Nam này và trên thế giới, kiếm người nào mà làm công ty hệ thống nhị phân mà lâu hơn Vũ á, hơi hiếm. Thề là các anh chị. Các anh chị hình dung ạ. Đừng có nói ở Việt Nam này thì không có một ai làm hệ thống nhị phân lâu hơn Vũ. Đó là điều Vũ chắc chắn, một điều là như thế. Riêng cái đất nước Việt Nam này, các anh chị vô ạ. Còn trên thế giới á, thì có thể gọi là gì? Cũng lâu hơn rất nhiều người khác. Nên Vũ hiểu được cái việc đó. Không phải là Vũ tự hào. Nhưng cuộc đời của Vũ là Vũ làm từ 2005 tới bây giờ. Nên Vũ hiểu việc đó. Và cái công ty mà Vũ vẫn
còn đang theo đuổi, vẫn còn sao, vẫn còn được gọi là gì, vẫn còn được sử dụng sản phẩm đó, vẫn còn được lâu lâu còn được gì, còn vẫn còn được hoa hồng của nó, và mỗi ngày vẫn phải học cái cách của họ phát triển như thế nào. Các anh chị biết rằng là gì, là một hành trình rất là dài. Còn đa phần mọi người á, thì chỉ làm được có một hai bữa, năm bảy bữa, một vài ba năm rồi thôi, rồi nhảy bay nhảy tùm lum tùm la hết. Với phần nữa, để chọn được một công ty hệ thống nhị phân, gọi là hệ thống trái phải á, cân bằng á, để mà nó tồn tại lâu á, thì xin thưa với các anh chị rằng là không có dễ. 1.000 công ty đã từng tạo ra thì xin thưa với các anh chị là 900 công ty nó sụp hết rồi. Các anh chị vô vậy. Nhưng mà 1.000 công ty mà xây dựng hệ thống mặt trời có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là tôi giới thiệu toàn bộ trực tiếp, tôi không gánh người xuống dưới. Thì 1.000 công ty á, xin thưa các anh chị rằng là gì? Phải tầm 800 tới 900 công ty nó còn tồn tại. Nó điều ngược lại các anh chị, giống như công ty Lô Hội hay là Amway hay Herbalife, những công ty bán hàng trực tiếp á, có nghĩa là không bao giờ mình gánh người xuống dưới. Thì những công ty đó nó luôn luôn tồn tại. Tại sao vậy? Những công ty đó không có áp lực về chi trả các, áp lực rất ít. Tại vì sao vậy? Tại vì triết lý của những công ty đó là phải năng động mới có tiền. Người giỏi mới kiếm được nhiều tiền, người dở không kiếm được nhiều tiền đâu. Các chị em hình dung ạ. Khi mà mình quan sát, mình tìm hiểu á, mình phải thấy cái điều đó. Thì ở đây các anh chị, ở Brown One á, là một công ty đến từ châu Âu. Họ có tư duy theo một cái góc nhìn khác. Và một cái công ty mà trước giờ Vũ làm á, thì bây giờ nó vẫn tồn tại và phát triển hơn 22 năm các anh chị. Tới năm nay là năm thứ 23 rồi. Họ vẫn trả tiền 23 năm qua. Bằng một cách đó là gì? Cách đây 23 năm, người nào giới thiệu ra hai người trực tiếp. Đúng không? Và hai người đã phát triển. Thì cái người đó trong 23 năm qua, người đó vẫn nhận hoa hồng bình thường. 23 năm, chưa có công ty nào làm được điều đó hết. 23 năm mà họ chỉ tham gia và họ giới thiệu đúng hai người thôi. Mỗi năm họ đóng phí giao văn phòng, gọi là phí thành viên, phí để quản lý website các anh chị. Mà Rao One thì chưa có cái phí này. Rao One đang phi cho các anh chị hết. Nhưng công ty kia là ngay lúc này là 30 đô một năm, 30 đô la một năm để phí quản lý văn phòng cho các anh chị. Các anh chị vô ạ. Thì các anh chị em hình dung rằng là gì? Trên thế giới này rất ít công ty có cái điều tư duy đó. Tại vì để làm được tư duy đó, đó thì những người tạo ra cái công ty đó đó phải tư duy lớn lắm, và phải tính toán, gọi là phải cân đo đong đếm khủng khiếp. Để làm gì? Để tránh cái hiện tượng rằng gì? Lỗ lúng rất nhiều. Các anh chị vô ạ. Và Rao One á, rất là tuyệt vời nằm ở chỗ rằng là gì? Họ đã thay đổi kịp. Họ đã thay đổi kịp. Để làm gì? Để có thể tồn tại và phát triển trong thời gian sắp tới. Chứ còn mà nếu họ để giống như cái cách mà trước đây vẫn làm, mà cách đây 1-2 năm trước chúng ta hay vẫn làm đó, thì không có tiền nào có thể trả nổi cho cái hệ thống này cả. Các chị em hình dung ý chưa? Mà khi mà mình thấy cái sự thay đổi như thế này thì các chị em phải thấy vui. Vui là vì sao vậy? Vì công ty thay đổi để tồn tại và phát triển lớn hơn. Các anh chị Dung ạ. Vậy thì câu chuyện được đặt ra rằng là gì? Dưới góc nhìn của Vũ á, là Vũ thấy công ty ok rồi đó. Trong vòng khoảng tầm 2-3 tháng nữa thôi, nó sẽ đi vào quỹ đạo hoàn chỉnh lại. Tại vì cái gì cũng vậy các anh chị, nó giống như là gì? Nó giống như mà các anh chị em biết rằng là mỗi mùa cao su đến,
nó phải rụng lá. Mà khi chúng ta nhìn vào á, nó giống như tưởng như là nó chết hết rồi. Nó giống như mà mình mỗi năm á, mình muốn có mà gọi là hoa mai á các chị. Mình phải ngắt hết sạch lá đó. Mình tưởng là nó chết, mình sợ nó chết. Tại vì ngắt hết sạch lá, mình sợ nó chết. Đúng không ạ? Nhưng mà sau đó, một thời gian ngắn thôi, bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc ra, bắt đầu sao? Tới mùa Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, các anh chị có nguyên một cây mai hoa đẹp, lung linh. Nó cần phải có sự thay đổi. Nó cần phải sự gọi là gì? Phải nâng cấp mình lên. Thì Rau One đã và đang trong quá trình nâng cấp đó. Nên những anh chị em là leader, những anh chị em mà làm Rau One rồi mà vẫn còn theo kiểu rằng công ty đó như thế này như thế kia, trả này kia, đúng không? Thì các anh chị phải lưu ý việc đó. Thế thì bây giờ mình quay ngược trở lại vấn đề. Công ty ok rồi, đã thay đổi rồi, các chị Dung ạ, thay đổi chứ không là lũng nha, không là đủ làm gì đủ tiền để mà trả. Các chị Dung ạ, tại vì sắp cây ghê quá mà, tại vì sao có rất là nhiều vấn đề mà, đúng không? Chi nhiều á, thì công ty nào cũng vậy. Nhưng Rau One đã có một cái bước chuyển mình rất là tuyệt vời, và đặc biệt Rau One chọn những cái sản phẩm gọi là những sản phẩm số, những sản phẩm mà mang tính thời đại, những cái thời gọi là thời cuộc, theo bắt nhịp công nghệ liên tục và liên tục. Nên rằng là gì? Nên rất là ok. Thì ở dưới góc nhìn của Vũ chỉ nói với các anh chị em một xíu. Về mặt công ty của mình thì mình yên tâm rồi. Về mặt chính sách mọi thứ, họ thay đổi như thế để họ bảo vệ gọi là gì? Là tồn tại và phát triển lâu dài. Là cái đó mình ok rồi. Vậy thì cái việc của mình thì là sao? Cái việc của mình đó là mình sẽ có một cái việc rất đơn giản, đó là gì? Tập trung vô và mình chia sẻ để làm sao? Để cùng phát triển với công ty. Nhưng mình không biết chia sẻ cho ai hết. Đây là cái điều mà nhức nhối của nhiều người. Đúng không ạ? Các anh chị có thấy là nhức nhối của nhiều người không? Đó là gì? Không biết chia sẻ cho ai hết. Chả lẽ giờ hàng ngày mình đi chợ, giờ mình đi ra chia sẻ bà bánh thịt. Chả lẽ ra mình chia sẻ bà bánh cá. Hoặc là mình đi chia sẻ cho người dạy mình trang điểm. Hoặc là gì? Mình đi chia sẻ cho những người bác sĩ. Hay là y tá, hay tiệm thuốc tây, hay mấy cái chị mà ngay trên hàng ngày mà mình hay đi tiếp xúc hết. Hay mình hay gặp gỡ, mình chia sẻ. Vũ chỉ chia sẻ canh cho em một xíu. Mỗi thời kỳ nó sẽ có cách làm khác nhau. Mỗi thời kỳ nó sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Các anh chị em nghe rõ nha. Tại vì nói thiệt các anh chị Vũ rất ngại. Nói thiệt các anh chị Vũ rất ngại để chia sẻ những cái điều này lên trên gọi là ra cộng đồng. Tại vì sao vậy? Cách làm mà Vũ chia sẻ với đối tượng xấu á, nó sẽ rất giàu. Mà đối tượng mà nghiêm túc làm á, nó cũng rất giàu. Các anh chị Dung ạ. Tại sao vậy? Tại vì cuộc đời này á, luôn luôn nó sẽ có hai cái cán cân. Mình có cán cân này nè. Các anh chị biết rằng là gì? Người ta tạo ra con dao để làm gì? Con dao để làm cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn, đúng không? Nhưng mà nó cũng có thể trở thành một vũ khí, đúng không ạ? Người ta phát minh ra thuốc nổ để làm gì? Để làm gì? Để người ta làm những cái điều này, điều kia. Chẳng hạn giống như là phá núi, chẳng hạn. Hoặc là phá đá, chẳng hạn. Nhưng mà sao? Nhưng mà họ có thể dùng cái đó để họ làm thành vũ khí. Họ làm những công cụ để gây những các cuộc chiến. Đúng chưa? Anh chưa? Thế thì khi mà Vũ chia sẻ cho các anh chị á, Vũ chỉ cho các anh chị á, thì Vũ mong rằng là gì? Hãy làm điều này với những cái việc giúp ích
cho cuộc sống của mình, giúp ích cho xã hội. Chứ đừng có làm cách này để làm gì? Để đi làm những thứ mà không có chắc ăn, nó có sự phát triển lâu dài, thành công. Anh chị vô ạ. Anh chị em hiểu ý không? Nó giống như cái kiểu mà giống như các anh chị em để này. Nhiều người hay lùa nhau con người ta vào các cái sân sàn đầu tư này kia mà người ta chả biết cái công ty nó như thế nào, chả biết cái lĩnh vực nó như thế nào. Cứ lùa nhau hết cái này sập, hết cái kia sập, cuốn đi hàng ngàn tỷ. Đúng không? Các anh chị hiểu ý không? Nói vậy, nên rằng là khi mà Vũ nói các anh chị, khi Vũ chia sẻ mấy cái này, thì các anh chị em nên biết tập trung vô cho cái công việc của mình. Và mình nên hướng dẫn cho người khác cũng làm theo cách đó. Thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi, ok. Đó là Vũ canh dặn các anh chị thôi nha. Thế thì bây giờ Vũ coi nói các anh chị này. Ngày xưa, kinh doanh theo hệ thống, gọi là kinh doanh đa cấp, thì họ tập trung vô 2-3 sản phẩm chính thôi. Một là dinh dưỡng, hai là mỹ phẩm, ba là các thiết bị tiêu dùng, các cái vật dụng tiêu dùng. Đúng không ạ? Rồi sau này có thêm sản phẩm du lịch, đồ này kia kèm theo. Thì ở đây á, các cái công ty đó, nó thiên về công ty gọi là công ty bán hàng. Anh chị Dung ạ. Ok ha. Và nó cần phải có một cái gọi là doanh số bán hàng của mình phải là hàng tháng. Đó. Rồi sản phẩm của nó. Và cái cơ chế của nó. Nó chỉ ở phục vụ cho một cái khu vực nào đó là chính. Mặc dù vẫn là nói toàn cầu. Nhưng tỷ lệ toàn cầu chưa được 100%. Nói đúng hơn là như thế. Các anh chị cho, ngay lúc này các công ty đó họ cũng không thể 100% được. Các anh chị cho, chưa 100% được. Thế thì câu chuyện được đặt ra. Vừa hỏi các anh chị em một điều như thế này. Các anh chị em biết giá trị của công ty Facebook không? Các anh chị em biết giá trị của công ty Zalo? Các anh chị em biết giá trị của cái công ty mà Zoom này, này tạo ra cái phòng Zoom này này, tạo ra cái app Zoom này này cho các anh chị em xài này. Đây là những công ty có tốc độ kiếm tiền đó nhanh nhất thế giới và nhiều nhất thế giới. Vậy tại sao họ lại kiếm được nhiều tiền? Và tại sao họ kiếm được tiền nhanh nhất thế giới? Các anh chị em hình dụng, hiểu chỗ này. Trong lịch sử thì chưa có thời kỳ nào mà như thời kỳ này. Tạo ra một sản phẩm mà bán cho cả toàn thế giới. Và kiếm tiền từ khắp thế giới. Với một tốc độ gọi là kiếm tỷ đô trong vài tháng. Lịch sử làm gì có cái chuyện đó các anh chị? Trong lịch sử trước đây làm gì có chuyện đó? Người ta muốn trở thành tỷ phú, người ta mất 5 năm, 10 năm, thậm chí vài chục năm. Còn thời bây giờ, vài tháng hoặc 1-2 năm là ta có thể kiếm bạc tỷ đô rồi. Các anh chị vô ạ. Thì quay trở lại này, suy nghĩ một xíu này. Ngay lúc này đang có 838 anh chị em. Vũ không có tốn một xu nào hết. Vũ vẫn chia sẻ được cho 838 anh chị em. Nhưng, nếu không sử dụng công nghệ này, mà vẫn lang thang đi ra ngoài kia, vẫn thuê cái hội trường khách sạn, các anh chị biết là thuê cái hội trường mà sức chứa lên 800+ anh chị á, cái hội trường bèo bèo á, cũng vài chục triệu các anh chị. Chưa tính tiền nước, chưa tính tiền các anh chị em á, trước khi đi ra khỏi nhà là phải mặc váy đẹp, tiền mỹ phẩm, tiền trang điểm, Vũ phải xịt nước hoa,
rồi ta nói phải đi kiếm bộ đồ, hôm nay mặc bộ đồ đã đẹp rồi, ba bữa phải lâu lâu phải thay. Đúng không? Các anh chị em thấy một điều gì xảy ra? Bèo lắm một sự kiện như thế vũ tốn vài chục triệu, thậm chí tiền trăm, để có được 838 anh chị em ngồi trong cái hội trường đó. Nhưng chưa kể đó là những con người ngồi trong đó, mỗi người bước ra khỏi nhà tốn ít nhất bèo lắm cũng phải cả trăm hay vài trăm nghìn, nào là đi làm một cái bột, một cái đầu thôi, đầu tóc thôi, trang điểm thôi, cũng hết vài trăm nghìn rồi. Đúng á. Thì các anh chị em biết rằng là gì? Để có được một sự kiện đó, mỗi người một chút 800 người đi, mỗi người chỉ cần mất 100 nghìn thôi, 200 nghìn thôi, các chị em nhân lên bao nhiêu tiền? Đúng á. Anh nhìn chưa? Nhưng mà chưa chắc người ta đã tham gia đâu các chị. 800 người ngồi nghe hội trường đó chưa chắc người ta tham gia đâu. Và mình chia sẻ ở đây 800 người chưa chắc người ta đã tham gia. Nhưng có một sự thật. Có một sự thật. Đó là gì? Nếu 800 người ngồi trong một cái hội trường mà người ta có tư duy và người ta đang có khao khát, người ta đang mong muốn làm một cái gì đó, người ta mong muốn có một cơ hội, thì sao? Thì những người đó ngồi trong hội trường, họ sẽ tham gia. Hoặc họ ngồi quán cà phê, họ cũng tham gia. Hoặc họ ngồi quán lề đường, họ cũng sẽ tham gia. Và họ có làm, họ có trên internet hay là vô phòng Zoom 800 người này, họ cũng sẽ tham gia. Nó giống như câu chuyện rằng là gì? Khi các anh chị em thực sự cần, thực sự khao khát, người ta đưa cho các anh chị em cái gì đó, các anh chị em sẽ đón nhận ngay. Các anh chị em không quan tâm tới cái chuyện là nó được trình bày trong khách sạn 5 sao. Nó không quan tâm tới cái chuyện nó trình bày trong khách sạn 3 sao. Nó không quan tâm là đang ngồi cái hội trường nào đó. Nó cũng không quan tâm rằng là đang ngồi trong phòng Zoom nào, hay là ngồi ngoài chợ để nói chuyện. Mà nó chỉ quan tâm rằng là gì? Cái vấn đề các anh chị em chia sẻ đó, nó có đúng với cái khao khát, cái mong muốn của người đó hay không? Tại sao ngày đầu tiên khi chúng ta làm rau ăn, chúng ta chia sẻ ai đó một cách tình cờ, một đường link, một ly cà phê, một cái ngồi quán góc tầm nào đó, họ biết mình luôn, họ nói thẳng câu, họ biết mình luôn, nẻ trong bụng, đeo có gì hết. Đây Vũ nói hơi bậy xíu, các anh chị em đừng nói nha. Đeo có gì hết, trong túi không có một xu. Thậm chí là gì, cái người giới thiệu á, đi mời người trên dưới, cái người mà gọi là trên dưới đi uống cà phê còn nhờ người đó trả tiền giùm, nhưng mà họ vẫn tham gia rau ăn. Các chị em hình dung ý ạ. Thì các chị em hình dung rằng câu chuyện được đặt ra rằng là gì? Là vấn đề câu chuyện phòng Zoom của chúng ta, người ta nghe, và cái hội trường người ta nghe, ai là đối tượng thực sự khao khát, ai là đối tượng mong muốn tìm kiếm cơ hội? Đúng vậy. Các chị hình dung à, các chị phải lưu ý cái điểm đó. Nó giống như câu chuyện các anh chị khi mà các anh chị em học hết lớp 12, trong đầu mình sẽ nghĩ tới cái gì? À, mình sẽ học ngành giao thông vận tải. À, mình sẽ học kiến trúc sư. À, mình sẽ học làm bác sĩ. Đúng không? À, mình sẽ học làm công an. À, mình sẽ là gì? Học tới cái môn này môn kia. Học cái nghề này nghề kia. Thì các anh chị em có để ý không? Là khi các anh chị em đăng ký vào cái trường đó, thì các chị em tới cái lớp học đó, các chị em tới ngôi trường đó, trường đại học đó,
thì ở ngôi trường đại học đó nó có vài ngàn sinh viên trên cả nước. Thì ở đó, đó những sinh viên đó đa phần có tư duy, có cái hệ quy chiếu, có cái góc nhìn, có cái sự khao khát, có sự mong muốn giống nhau. Đúng không ạ? Khi các chị em học ở trường đó, các chị em gặp bạn bè mới gặp mấy bữa, các chị em làm quen rất là dễ dàng, gặp nhau thậm chí nói thiệt, gặp được 3 bữa. Ta nói rằng là đi nhậu, đi chơi, rủ rê tùm lum mà. Tại sao vậy? Tại vì nó có điểm chung. Đúng không? Thế thì khi mình làm rau anh, thì mình làm cái gì? Và làm sao để có những điểm chung đó? Hôm nay Vũ nói rất chi tiết nha. Vũ nói rất từ từ để cho các anh chị em hiểu vấn đề nha. Ngày xưa khi các anh chị em đi kinh doanh đó, là các anh chị em cứ hay theo kiểu nghe ai làm gì, giới thiệu gì á, là các anh chị em cứ đi ra kế bà hàng xóm nói chuyện liền. Các anh chị em đi ra chợ, các anh chị em gặp ai các chị cũng nói chuyện hết. Nên nhiều khi á, các anh chị em nói ra một cái người ta gây một áp lực cho các anh chị. Và bản thân cá nhân của Vũ cũng đã bị từng đó. Khi mà các anh chị biết rằng là gì, khi mà ngày đầu tiên Vũ đi nghe cơ hội kinh doanh, Vũ đi nghe xong về, Vũ thấy có một con đường rộng mở. Vũ thấy có cơ hội trở thành gì biết không? Trở thành triệu phú, gọi là giàu có. Cơ hội có thể kiếm được tiền tỷ trong một vài năm tới. Nhưng khi mà Vũ cầm cái tờ giấy A4 mà giới thiệu cơ hội đó về tới phòng trọ các anh chị, thì Vũ không biết bịt cái miệng Vũ lại. Và Vũ kể hết các cái, cả cái phòng trọ đó. Và Vũ nói rằng là gì? Tôi muốn gọi là gì? Có cái kinh doanh này. Một năm, hai năm nữa kiếm tiền tỷ rồi. Sắp giàu rồi. Thế là từ ngày đó cái phòng trọ đó, đó những cái người mà ở chung, mấy cái đứa mà nó ở chung, mấy ông anh gọi là ở phòng trọ đó khoảng tầm chục người, nó nhìn mình nó với một cái ánh mắt nó khác gì đâu. Các anh chị em hiểu ý không? Phải mất 3 tới 6 tháng sau khi mà Vũ có hoa hồng, cái tiền mà gọi là từ công việc nó phát triển, là từ ngân hàng nó chuyển về tới tận nhà, ngân hàng lớn thứ 3 của Mỹ, ngân hàng Manhattan Bank, nó gửi về tới tận nhà, mà tuần nào nó cũng gửi, thì ở trong cái phòng trọ đó mới có một người gọi là cũng nổi trội, học đại học Hồng Bàng ở Sài Gòn. Thì người đó cũng máu làm kinh doanh. Thì sao? Thì người đó mới bắt đầu mở miệng ra nói, Vũ, chia sẻ cho anh đi. Hiểu, các chị em hình dung ạ. Nhưng mà phải mất vài tháng nhất. Phải mất vài tháng. Áp lực cực kỳ gắn. Vậy thì Vũ muốn nói với các anh chị em một điều như thế này. Khi mình nghe một cái điều gì đó, mình có một cái cơ hội gì đó, hay mình chuẩn bị làm một cái gì đó, không phải ai mình cũng kể. Mình phải kể cho đúng người. Các anh chị em không tin đi. Khi mà các anh chị em có một cái gì đó rất là hào hứng, mà các anh chị em chia sẻ cho những người bạn thân hay bạn nhậu của các anh chị, hay những người bạn mà gọi là bà tám của các anh chị, mà họ cứ phản ra, cản ra, chưa gì là họ cản ra hết rồi đó. Không phải là họ người xấu, mà họ sợ các anh chị em thất bại. Họ sợ các anh chị em như thế này, như thế kia thôi. Các anh chị em vô, họ sợ các anh chị em bị lừa. Còn người ta ấy cũng vậy. Nên sao? Nên các anh chị em á, là phải hiểu một điều rằng là gì? Họ làm thế không phải là họ là người xấu. Tại vì họ thương chị, thương các anh chị. Họ quý các anh chị em, họ mới làm như thế. Nhưng mình phải hiểu được một điều rằng khi mình có cái gì hay, đừng vội chia sẻ. Khi có một cái gì đó, ok, đừng vội chia sẻ. Mà là gì? Mình phải xem coi ai là người mình nên chia sẻ. Đúng không ạ? Chứ phải ai mình cũng đụng mình chia sẻ.
Các chị em hình dung nhé. Ngay cả cái việc chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình nói đơn giản này. Đơn giản thôi nha, trong cuộc sống thôi. Nhà cái ông hàng xóm toàn con gái, đẻ toàn con gái. Các anh chị em đẻ con trai, mà ông rất là khao khát có con gái, con trai. Mà ông toàn đẻ con gái thôi. Thì các anh chị em đã thấy là gì? Khi các anh chị em vừa ăn mừng cái thôi, là gì cái bên đó là nó bực rồi. Chứ đừng có nói chuyện rằng là gì? Anh chị em đang gọi là nghèo nghèo giống nhau, đang chịu mà khó khăn giống nhau, tự dưng nó nói rằng là, tự dưng các chị em nói rằng tao sắp có cơ hội làm giàu rồi, tao sắp trở thành triệu phú rồi, tao sắp thành như thế này như kia rồi. Nó sợ các chị em giàu xong bỏ nó đó. Các chị nhớ không, nó một ý đúng nào đó thôi, nhưng mà đang nói cho các chị em cảm thấy nó sẽ thoải mái, vui vẻ hơn. Mà hầu như các chị em cũng sẽ thấy được điều đó trong cuộc sống của mình là như thế. Nên lời khuyên chân thành, góc nhìn của Vũ là không phải ai mình cũng chia sẻ. Phải hiểu người ta, phải biết người ta mong muốn cái gì. Phải chia sẻ chứ. Những anh chị em nào mà có chồng, có vợ rồi, những anh chị em nào mà có người yêu rồi, thì đã có kinh nghiệm việc này rồi. Vũ nói các anh chị em mà có được vợ, các anh chị em mà có được chồng, các anh chị em mà có được người yêu, thì Vũ nói các anh chị em làm được rau quả. Vậy thôi. Các anh chị em có người thương các anh chị, và các anh chị em thương người khác, là các anh chị em sẽ làm được. Tại sao vậy? Tại vì các anh chị em có sự gắn kết, tìm ra điểm chung. Đúng chưa? Cái việc nó khó lắm chưa các anh chị? Giỡn ra. Nhưng trong công việc kinh doanh cũng vậy các anh chị. Thế thì ngày hôm nay Vũ muốn chia sẻ các anh chị em một xíu cái chỗ này. Góc nhìn của Vũ nha, và bản thân Vũ làm nha. Mấy bữa nay Vũ đang hướng dẫn cho cái đội gọi là đội nhà quê nhà Vũ á. Cái đội mà gọi là tài xế với làm thợ gọi là thợ xây dựng ở dưới quê các anh chị, có mấy cậu thôi. Và Vũ chỉ cho mấy cậu làm trên Facebook. Vũ nói lại giống như Trang cho các anh chị luôn. Vũ nói mấy cậu này. Thấy Facebook nó giàu không? Ở trên đó nó có hàng tỷ người trên đó. Hàng tỷ người trên đó. Mình ngồi ở đây mình thấy cả hàng tỷ người trên đó được mà. Mình đâu cần phải ra chợ mình mới thấy có hàng trăm người, hàng ngàn người. Mình có thể ngồi trên cầm Facebook thôi là mình đã thấy rồi. Và Facebook này nó trị giá hàng trăm tỷ đô, cả ngàn tỷ đô. Đúng chưa? Nhưng mà mình hàng ngày mình xài Facebook mà mình không biết làm sao kết nối được nó hết. Và làm sao, không biết làm sao để có thể tạo ra của cải và tài sản. Đúng không ạ? Zalo ngày hôm nay nó cũng trị giá hàng trăm triệu đô các anh chị. Chứ không phải rẻ nữa đâu các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung này. Những cái nền tảng đó họ làm một cái việc gì? Họ làm một cái việc đó là gắn kết con người lại với nhau. Đúng chưa? Họ gắn kết con người lại với nhau. Và họ kiếm được rất là nhiều tiền. Họ rất là giàu. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Ở trong cuộc sống hiện tại, hiện thực và cuộc sống online thì nó bắt đầu sao? Nó trùng khớp với nhau. Đúng chưa? Ngày xưa người ta đi từ miền Bắc vô miền Nam á, một tháng mà người ta không về hoặc người ta không liên lạc được á, người ta cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà ngày hôm nay người ta có thể là gì? Người ta có thể đi qua bên Mỹ, người ta đi qua bên Úc, 5 năm, 10 năm người ta không về thăm người thân của họ. Họ vẫn cảm thấy sao? Giống như đang ở gần. Tại sao vậy? Tại vì họ gọi Facebook nè, FaceTime nè, họ gọi Messenger nè, họ gọi Zalo nè, họ gọi các cái công nghệ này kia là nói face to face này, nên cái cảm giác nó rất ở gần với nhau. Nhiều khi họ còn suy nghĩ rằng ôi thôi giờ về chả làm được cái gì, chỉ ăn nhậu rồi chào hello rồi ôm cái rồi bắt tay cái rồi lại đi.
Nhưng mà mỗi lần đi như thế ta làm ta tốn hết hàng rất hàng nghìn vài nghìn đô, thậm chí nhiều hơn. Nên các chị em mình vô nên rằng là công nghệ đó đã đưa con người ta gần lại với nhau và tìm kiếm các cái mối liên kết lại với nhau. Chẳng hạn giống như ngày xưa, các anh chị em muốn liên hệ với những bạn bè của mình rất là khó. Nhưng bây giờ sao? Các anh chị em có thể tạo ra group trên Zalo, trên Facebook, trên các cái kênh. Mà các anh chị em liên kết với nhau như thế, các anh chị em không có tốn nhiều tiền. Chỉ tốn tiền Internet thôi. Đúng chưa? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Ra quanh nói là ra quanh kinh doanh 100% trên Internet. Và mình cũng đang làm kinh doanh 100% trên Internet. Vậy thì mình phải làm cách nào cho nó thoải mái nhất? Mình nói mình đi làm một cái ngành nghề, mình đi làm một cái kinh doanh tự do, đúng không ạ? Mà mình cứ bận rộn, mình cứ bị áp lực này, bị áp lực kia, thì nó thấy rất là khó khăn. Thế thì bây giờ Vũ chỉ cho các anh chị em một cách đơn giản thôi. Ngày hôm nay, các anh chị em suy nghĩ kỹ nha. Trong đời sống thực tại, nếu các anh chị em không có chỉn chu, có nghĩa là không có đẹp, hoặc là gì, hoặc là không có một cái gì đó nổi bật hết, các anh chị em sẽ rất ít bạn bè, đúng không? Ngay cả người hàng xóm còn không muốn nói chuyện với các anh chị, ngay cả người hàng xóm còn không muốn chơi với các anh chị, thì hỏi làm sao trên Internet các anh chị em có người khác chơi với anh chị. Đúng không ạ? Trên Facebook của các anh chị có mỗi cái mặt avatar, các anh chị em còn không dám để cái mặt của các anh chị. Các anh chị em để tùm lum tùm la trên cái Facebook á, trên cái Zalo của các anh chị á, không có ghi một cái thứ gì hết, toàn là chia sẻ tùm lum không. Thì cũng giống như cái ngôi nhà của các anh chị. Các anh chị biết rằng là gì? Cái ngôi nhà của các anh chị á, nó giống như ngôi nhà trên Facebook vậy đó. Cái tài khoản của các anh chị trên Facebook là giống như ngôi nhà của các anh chị á, nhưng mà nó rộng hơn thôi, công khai ra hơn thôi. Các anh chị vô mà. Tại vì sao vậy? Chúng ta đã phải hiểu được rằng là thế giới thực và thế giới ảo á, nó đang gắn kết với nhau rất là dữ, đúng không ạ? Nó tác động rất là lớn. Nên các chị em hình dung này, nếu cuộc sống hàng ngày thực tế của mình mà không có Facebook, mình mà không có hình ảnh gì đó, mình mà không có cái gì đó để nói chuyện, thì mình cũng sống cô đơn trong cái xóm đó, trong cái khu phố đó. Mình cũng chỉ có một mình thôi. Mình đi nói chuyện với ai, họ cũng không muốn nghe. Đúng chưa? Thì ngày hôm nay các chị để này, mình có một cái cổng Facebook, là một cái tài khoản mình có cái tài khoản Facebook mà mình cũng không đi kết bạn với ai hết, mình cũng không có like ai hết, thì có khác gì mình đang sống trong cái ngôi nhà, trong cái xóm của mình, trong cái khu phố của mình, mà mình cũng không thèm đi gặp ai để mà mình chào hỏi, say hello hi, thì làm sao mình có bạn, làm sao mình có kết nối với ai, đúng không ạ? Nhưng các chị em để này, trong một ngày các anh chị em trong thực tại, các anh chị em không thể làm bạn với được nhiều người, tại vì cái xóm đó của các anh chị á, nó chỉ có mấy chục người à, nó có mấy trăm người à. Và các chị em không thể đi chào cả trăm người đó mỗi ngày. Nhưng trên Facebook, các chị em có thể chào người ta bằng một nút like. Hoặc nhiều khi các chị em đi ra ngoài đường vô tình gặp cái các chị em giơ tay chào hoặc gật đầu một cái, có thể người ta thấy hoặc người ta cũng không thấy. Nên cũng có thể rằng là gì, khi các chị em bấm like, người ta cũng không biết, nhưng cũng có lúc người ta sẽ biết. Các chị em hình dung.
Thế thì bây giờ vừa hỏi các anh chị này. Các anh chị em trong thực tế, các anh chị em đi ngang qua nhà hàng xóm mà các anh chị em không chào, không hỏi thăm. Thế thì các anh chị em cũng giống như các anh chị em xài Facebook mà các anh chị em không bao giờ comment, các anh chị em không bao giờ hỏi. Và các anh chị em cũng sao? Cũng không có chia sẻ quan điểm gì hết. Thế thì bây giờ vừa hỏi các anh chị, trong đời sống mình không dám nói chuyện với ai hết, mình không có dám chia sẻ cái nỗi lòng của mình, không dám chia sẻ những câu chuyện của mình, không dám chia sẻ những cái bài học của những người này người kia cho người khác, thì liệu trên Facebook mình có dám chia sẻ rằng là gì? Ngày hôm nay tôi mới vừa có cái này, có cái kia. Ngày hôm nay mình mới mua được miếng đất đẹp, mình mới mua một cái xe đẹp. Đúng, chia sẻ. Ai biết. Đúng không ạ? Hoặc ngày hôm nay mình là một cái ngày rất là buồn hay là gì đó, mình đâu có chia sẻ. Và mình thấy những cái câu chuyện hay mình cũng không thèm chia sẻ luôn. Thế thì sao? Thế thì có phải rằng là trong cuộc sống thực tại các anh chị em sẽ thấy rằng là gì? Các anh chị em cũng sẽ khác. Và trên Facebook các anh chị em khác. Thì hỏi thử, các anh chị em thấy tỷ lệ thành công rất ít. Các anh chị em có biết một điều mà Vũ thấy được một điều gì các anh chị biết không? Những người giàu trên thế giới hay những người giàu Việt Nam cũng vậy các anh chị. Nhưng mà giàu ở một góc độ khác nha. Những giàu mà gọi là chuẩn, giàu mà ok ở Việt Nam á. Các anh chị biết không? Các anh chị em biết rằng là ông Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump người trước á, vài phút là ông đăng suy nghĩ ông lành. Vài phút ông đăng lành. Vài phút là ông đăng lành. Nó giống như câu chuyện là vài phút là anh nói chuyện với vợ. Các anh chị em nói chuyện với vợ, với con, với bà con, hàng xóm, bạn bè. Hở chút là gọi, hở chút là gì, truyền thông điệp. Các anh chị em, nếu mà những ai mà hiện tại bây giờ mà đang chơi gọi là chơi coin á, đúng không? Các anh chị em biết cái ông chủ sàn Binance á, gọi là người ta đặt cái tên gọi là CZ á, là cái người mà kiếm tiền nhanh nhất thế giới á, trong vòng 7-8 tháng ông kiếm được 1 tỷ đô la đầu tiên đó các anh chị. Và bây giờ ông cũng là một trong những người là gì? Rất là giàu, kiếm được rất là nhiều tiền. Các anh chị em có biết một ngày á, ông đăng phim, ông đăng trên Twitter của ông á, ông đăng tin á, một ngày ông đăng chắc phải cả chục tin các anh chị. Cái 20 tin cũng có đó các anh chị. Không yên. Có gì chia sẻ liền, cập nhật liên tục, liên tục, liên tục. Trên nhiều mà. Thời buổi nào rồi? Tại sao vậy? Tại vì á, các anh chị em á, đang mong muốn cái kiểu là gì biết không? Chừng nào mình giàu rồi mình mới thể hiện. Chừng nào mình giàu rồi mình mới chia sẻ. Chừng nào mình có hết mọi thứ rồi á, thì mình mới ok. Và thêm cái nó nhiều khi rằng là gì? À, chờ lúc nào phải mua một con xe thật là xịn thì mình mới khoe. Đừng có vậy. Hạn chế cái việc đó. Không bao giờ là đủ cả. Các anh chị nhau ạ. Đừng có ngại ngùng cho cái việc rằng là gì? À, mình còn rất là nghèo, mình còn khó khăn này kia. Đừng có tự mặc cảm. Cuộc đời ai cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn khó khăn này, khó khăn kia. Đừng có thấy rằng người ta giàu là người ta không khó khăn. Không phải. Vũ từng khó khăn hơn tất cả các anh chị em đang ngồi ở đây. Thậm chí ngay lúc này Vũ đang thấy có những nhà, những anh chị em nhà vẫn đang lụp sụp. Xin thưa, các anh chị em vẫn ở sướng hơn nhà Vũ ngày xưa. Ngày xưa Vũ ở là nhà chanh vách, gọi là gì? Đất sét. Chanh á, cái cỏ mà trộn với đất sét ở đó. Ở đó Vũ ở Bình Phước các anh chị. Mỗi lần mưa tới là hai cha con nó ôm cột nhà để khỏi nó bay mất cái chòi để ở trong nhiều năm các anh chị. Các anh chị em không biết là các anh chị em được ăn bo bo chưa? Các anh chị em được ăn mì chưa? Củ sắn mà ăn ngày, ăn ngày, ăn ngày, ăn ngày. Các anh chị em biết đã từng ăn cơm với đường chưa? Ăn cơm với quả chuối chưa? Hoặc ăn cây chuối chưa? Gốc chuối chưa? Các anh chị nhiều mà. Vũ trải cái đó liên tục trong nhiều năm rồi các anh chị.
Ở đây cũng muốn chia sẻ để cho các anh chị em hình dung lên một câu chuyện được đặt ra rằng là gì? Nếu các anh chị em biết tập trung và các anh chị em đi đúng cái hướng thì từ từ nó sẽ khởi sắc. Và các anh chị em nên biết rằng là gì? Vận dụng, giúp cùng nhau làm. Có nghĩa là gì? Mình phải biết bám vô cái người giỏi hơn mình. Chứ đừng có gọi là gì? Đừng có lúc nào cũng mặc cảm, đừng có lúc nào cũng là mình chắc không được đâu, chắc không người ta không hỗ trợ đâu, không biết được. Anh chị nhau ạ. Ở đây cũng chia sẻ một xíu nữa. Thế thì trong đời sống bình thường, các anh chị em cũng sẽ có một cái nhóm bạn. Thế thì trên Facebook, Vũ đang nói chủ yếu là trên Facebook nha, Vũ không đang không dùng mấy cái kia, tập trung chính trên Facebook. Thì trên Facebook nó cũng sẽ có nhóm người này, nhóm người kia. Thì ngày hôm trước, hình như là mấy bữa trước, Vũ đã có đào tạo, có chia sẻ cho các anh chị rằng là gì? Hãy truy cập vào những cái trang web, những cái gọi là những cái fanpage, những cái group trên Facebook, những cái group mà gọi là gì? Nghĩ giàu và làm giàu. Cái group mà liên quan tới cái chuyện mà kinh doanh hoặc là người thành công. Tại sao vậy? Tại vì Vũ muốn nhấn mạnh lại cho các anh chị em một vấn đề mà Vũ chia sẻ cho đội nhà quê, đó là gì? Ngày hôm nay hãy ngồi xuống. Ngồi xuống, vác đặt tay lên trán này mà suy nghĩ này. Đâu, ngồi xuống này đâu đặt tay lên trán được đâu. Phải nằm xuống, đúng không? Lúc mà anh chị em ngủ, các anh chị phải gác tay lên trán mà suy nghĩ. Còn ngồi thì các anh chị phải gác, để tay lên cầm mà ngồi suy nghĩ này. Mình đi làm rau quanh. Mình mong muốn có kết quả thành công lớn. Nhưng xin hỏi các anh chị rằng là các anh chị em có làm toàn thời gian với rau quanh không? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Một người công nhân hay một người nhân viên đi làm công ty, họ làm từ 7 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Từ 1 giờ trưa cho tới 1 giờ đầu giờ chiều cho tới 5 giờ chiều. Một tháng họ chỉ kiếm có 5 triệu tới 10 triệu thôi, hoặc có mười mấy triệu thôi. Mà họ phải làm từ sáng tới trưa, từ đầu giờ chiều cho tới cuối giờ chiều. Một ngày 8 tiếng tới 12 tiếng. Họ làm liên tục ngày này qua ngày nọ, từ thứ hai cho tới thứ bảy. Họ nghỉ đúng có một ngày chủ nhật thôi. Họ chỉ kiếm 5 đến 10 triệu thôi. Trong khi các chị em đến với rau quả, các anh chị em làm, các anh chị em mong muốn kiếm hàng nghìn đô, hàng chục nghìn đô. Nhưng hàng ngày các anh chị em có làm, thực sự làm được thời gian như thế hay không? Vấn đề câu chuyện các anh chị em làm cái gì? Đúng không ạ? Nhiều người là gì, làm ra rau quả xong chả biết làm gì hết. Không biết làm gì luôn. Thế bây giờ Vũ chia sẻ xíu nữa. Đó là công việc của Rao One, nó chỉ tập trung vô một hai thứ thôi. Một, đó là gì? Đó là tạo ra các cái mối liên kết. Vũ đang nói tới từ là mối liên kết nha, chứ chưa nói là mối quan hệ nha. Mối quan hệ thì nó phải cần sâu sắc, cần sâu hơn. Đây là chỉ là mối liên kết thôi. Các chị nhớ, chỉ tạo ra mối liên kết thôi. Tại sao? Mối liên kết nó khác với mối quan hệ. Đúng không ạ? Các chị em hiểu ý cho này ha. Mối liên kết nó khác với mối liên hệ. Mối liên kết thì nó rời rạc. Có nghĩa rằng là gì? Không nhất thiết mình phải nói chuyện với người ta. Không nhất thiết là mình phải tâm sự với người ta. Chẳng hạn ví dụ các anh chị em lên Facebook, các anh chị em kết bạn với một ai đó, nó chỉ là một mối liên kết với nhau thôi. Còn khi nào mà quan hệ thì trở thành giống bạn bè, nói chuyện thường xuyên, rồi là gì, thời gian mà nói chuyện nhiều, rồi có cảm xúc, rồi nói chuyện với nhau, hợp một cái ý gì đó, thì nó trở thành một mối quan hệ. Còn đi sâu hơn nữa thì mối quan hệ sâu hơn. Đúng không ạ? Các chị nhớ, còn lại trên Internet này nè, nó giống như là một mối liên kết thôi. Giống như bây giờ Vũ hỏi các anh chị này,
Vũ và các anh chị em chỉ là mối liên kết thôi. Đúng chưa? Nhưng khi mà tới một thời gian, ví dụ giống như các anh chị em nổi bật, các anh chị em nổi trội, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ có một cái tần số nào đó, các anh chị em gắn kết với Vũ, thường xuyên nói chuyện với Vũ, thường xuyên uống cà phê với Vũ hay làm một cái gì đó, thì bắt đầu từ từ các cái mối liên kết đó, nó sẽ trở thành một mối quan hệ. Các chị em hiểu ý chỗ này ha. Thì khi mình phân biệt ra điều đó, thì mình sẽ thấy rất là dễ làm. Còn mà lúc nào mình cũng đặt rằng là gì? Đặt theo cái kiểu rằng là giống như kinh doanh cũ á, là phải là gì? Phải thật nhiều mối quan hệ thì mới thành công. Thì xin thưa, để các anh chị em có nhiều mối quan hệ á, các anh chị em phải mất rất nhiều thời gian. Các anh chị em học hết lớp 12 đi, các anh chị em có bao nhiêu mối quan hệ? Các anh chị em lớn tới bây giờ, các anh chị em hỏi này, các anh chị em có được bao nhiêu mối quan hệ? Hỏi thật đi. Hỏi lại chính bản thân mình này. 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi này. Mình có được bao nhiêu mối quan hệ? Cao lắm được 1, 2, 300 người là cùng các anh chị. Đúng không ạ? Các anh chị vô. Mà mối quan hệ sâu á, mà gọi là sát á, hiểu ý á, dễ lắm. Các anh chị muốn biết á, dễ lắm. Thử gọi mượn tiền đi. Các chị em sẽ biết rằng là mối quan hệ các chị em có đậm sâu hay không, biết liền. Đúng không ạ? Trong lúc các chị em khó khăn, các chị em sẽ biết liền là ai sẽ là người giúp các anh chị, ai sẽ là người sẽ tác động các anh chị, ai sẽ là người là gì giải quyết các vấn đề giúp các anh chị. Các chị sẽ biết liền. Chứ đừng có là gì ra đầu xóm có thằng đó, nó cứ mỗi lần nó gặp mình, nó chào mình là mình cứ nghĩ là mình có mối quan hệ. Không phải. Nó chỉ là mối liên kết xã giao thôi. Chào hay chào hai hello thôi. Các chị vô ạ. Nên á, khi mà các anh chị em làm rau ăn, mà các anh chị em cứ bị một cái áp lực là gì? Là phải có nhiều mối quan hệ. Giống như kiểu mà gọi là đi làm kinh doanh theo mạng, kinh doanh đa cấp á, là phải có nhiều mối quan hệ. Xin thưa, khi Vũ làm rau ăn không cần nhiều mối quan hệ. Hay Vũ làm bất cứ một điều gì, Vũ không cần phải đụng tới mối quan hệ là chính. Không, không cần. Thế giới ngày hôm nay, các anh chị em mà tập trung vào mối quan hệ, thì các anh chị em phải làm những công việc khác. Các anh chị nhìn vô ạ. Có những công việc nó bắt buộc phải dùng mối quan hệ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thông qua mối quan hệ, nó mới biết được sâu xa hơn. Để làm gì? Để người ta nắm vào những vị trí quan trọng. Đôi lúc các anh chị em mình dùng này, nhiều khi mình cứ hay đổ lỗi rằng là cho người khác, cho những cái hệ thống mà gọi là chính trị. Tại sao phải dùng người con ông cháu cha? Ở đây Vũ không hoan nghênh cái điều đó nha. Nhưng mà Vũ vẫn hiểu được một điều rằng là gì? Tại vì người ta hiểu được cái gia đình của người đó, cái đời của người đó như thế nào, cái dòng suy nghĩ của người đó. Ta hiểu được cái thằng đó đẻ ra từ lúc nhỏ cho tới lúc 20 tuổi, 30 tuổi. Nó lớn lên, cái tính khí nó như thế nào và nó có thể nằm ở vị trí nào được. Chỉ có sai là gì? Thằng đó bất tài nhưng vẫn nhét nó vô trong cái vị trí là bộ này, bộ kia. Ông ủy viên này, ủy viên kia, chủ tịch xã này, huyện kia, tỉnh nọ. Bí thư này, bí thư kia. Là gì? Chọn sai là gì? Chọn không đúng người tài thôi. Chọn không đúng người năng lực thôi. Nghĩa là họ đôi lúc có nghĩa là gì? Các chị em hiểu ý cho nên nó là mối quan hệ sâu đó. Thì sao? Các cái công việc đó nó cần thiết nhiều. Nhưng khi chúng ta mà xây dựng theo kiểu mô hình cộng đồng á, thì sao? Thì xin thưa với các anh chị, đa phần những mối quan hệ càng sâu bao nhiêu á, thì làm những công việc này á, nó lại không thành công mấy các anh chị. Có một bí mật mà Vũ thấy được, tại vì Vũ đã từng trải qua. Chính những cái người mà mối quan hệ càng sâu càng thân bao nhiêu, các anh chị em mượn tiền người ta không cho. Nhưng mà những mối quan hệ mà mới gọi là gì? Mới gắn kết thôi, gọi là lững lững thôi, chưa sâu thôi, các anh chị em khó khăn người ta dễ giúp. Không tin, các anh chị em suy xét về cuộc đời, các anh chị em sẽ thấy điều đó.
Các anh chị ạ, đôi lúc các chị em gặp người ta một vài ba bữa, không thân bằng anh chị em ruột nhà mình đâu, không thân bằng bà con cô bác nhà mình đâu. Nhưng mà khi các anh chị em khó khăn, người ta giúp các anh chị. Tại sao vậy? Tại vì người ta chưa hiểu hết các anh chị. Các anh chị vô ạ. Và các anh chị em cũng chưa hiểu hết của người ta. À, nên là đôi lúc càng hiểu quá đi thì sao, thì nó cũng có một cái mặt trái của nó, mặt không tốt của nó. Thế thì bây giờ vụ hỏi các anh chị này, vụ chia sẻ các anh chị một xíu, ở round one đừng có đặt nặng vào cái chuyện mối quan hệ. Khi các anh chị em là leader, các anh chị em là những người làm round one, mà các anh chị em cứ lúc nào cũng phải đưa ra cái câu hỏi, câu nói chuyện rằng là gì, mà xây dựng hệ thống, mà cứ lúc này là mối quan hệ, thì nó sẽ tạo ra cho một người khác, những người mới áp lực. Anh chị Dung à, Vũ nói các anh chị này, tuyến trên của Vũ á là cái người mà gọi là bên Thủy Điển đó. Vũ không có mối quan hệ sâu với người ta, chưa bao giờ nói chuyện gọi là gì dài quá 5 phút trước khi làm rau. Các anh chị vô ạ, chưa bao giờ nói quá 10 câu trước khi làm rau, mà là chỉ là gì, đi sự kiện này, đi tới đây, tới đó, gặp đó cái giơ tay hai chào hello à, như vậy thôi, hai hello hết. Các chị Dung và Vũ gặp cái người đó chỉ có 4-5 lần thôi các anh chị, và một lần gặp lâu nhất là ở Dubai, là lúc đó đang gọi là đi dạo biển, là đứng đo tướng bự con đó, chỉ có lại gọi là cái động tác vui vẻ giống như đi ra đường mình gặp đó, một cái thằng Tây nó bự con đó, và mình đứng kế bên đó để mình coi rằng là gì, trời ơi mày bự dữ, mày cao dữ, đó là gì, ngôn ngữ cử chỉ anh chị, chỉ có hey hello hi chào vậy thôi, xong rồi đi. Nhưng 4 lần gặp như thế, 5 lần gặp, hình như là 5 lần này, thì sao, thì người ta ấn tượng với mình. Các anh chị nhớ, và nó có bạn bè trên Facebook. Thế thì sao ạ? Thế thì tới ngày sinh nhật đó, nó nhắn cho cái tin. Rồi sao? Tự dưng là thấy bắt đầu là gì? Nó hỏi thêm một câu, nó rằng là gì? Dạo này còn đi lang thang, đi du lịch nữa không? Có làm cái gì đó không? Tao có cái kinh doanh này hay, chia sẻ thôi. Các chị vô ạ. Đó đâu có phải là mối quan hệ đâu. Đó là gì ạ? Đó chỉ là mối liên kết thôi. Ok. Thế thì các anh chị hình dung vậy nè. Facebook cho các anh chị em 5.000 mối liên kết. Đúng không ạ? 5.000 người bạn đó. Facebook cho các anh chị em 5.000 người. Hình như Zalo cho 2.000 người. Đúng không ạ? Nếu mà các anh chị em vẫn không biết số liệu này thì các anh chị em phải nên nắm bắt từ từ. Thì ở đây Vũ muốn chia sẻ các anh chị em một xíu như thế này. Facebook đã tạo ra cho chúng ta một môi trường để chúng ta có thể ngồi biết được người ta đang làm cái gì, người ta mong muốn cái gì, cái nhóm đó mong muốn cái gì. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, nếu trong đầu các anh chị nghĩ tới chuyện kinh doanh bất động sản thì các anh chị em sẽ làm gì, học cái gì, các anh chị em sẽ chơi với ai, các anh chị em sẽ đi đâu? Có phải rằng các anh chị em sẽ học từ ai? Từ những người nổi bật trong bất động sản, đúng chưa? Rồi các anh chị em tham gia vào, bấm like, gọi là gì, follow mấy cái trang mà liên quan tới bất động sản, đúng không?
hoặc là gì có cái anh Hưng gì đó, anh Hưng gì đó mà trong công ty bất động sản gì đó rất là nổi tiếng đó, đúng không? Gọi là các sắc 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 Hưng đó, đúng không? Là làm bất động sản nổi tiếng. Thế thì có hàng triệu, có cả triệu người follow ổng. Đúng chưa? Thì những cái đứa mà liên quan tới bất động sản đó thì nó follow ổng. Mấy cái đứa mà thích mà gọi là gì, học cái lĩnh vực đó rồi là gì muốn học thêm, gọi là mấy đứa mà gọi là mong muốn kinh doanh lĩnh vực đó thì sao? Đa phần là gì? Follow ổng. Đúng chưa? Hoặc các anh chị này, bây giờ Vũ nói các anh chị em đơn giản thôi. Có phải các anh chị em thích một ông cha xứ nào đó, hay là các anh chị em bên đạo, một đạo nào đó, các anh chị em xài Facebook, các anh chị em cũng follow hay là like trang đó, đúng không? Chứ bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, các anh chị em là đạo Phật, là đạo Công giáo, các anh chị em có đi like trang đạo hồi không? Không. Đúng không ạ? Các anh chị em đạo Cao Đài, các anh chị em có đi like trang đạo Phật không? Không. Khi mình hiểu điều đó, đó thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, cái đứa mà nó làm công nhân, mà cái đứa mà nó không mong muốn giàu có gì, thì nó có bao giờ nó đi like mấy cái trang giàu có làm gì không? Hiểu ý không? May ra sót một vài đứa thì nó, mình không nói tới anh nhiều ạ. Mình phải nhìn vào số đông. Thế bây giờ Vũ hỏi các anh chị đi, cái người đó họ muốn học làm bác sĩ, thì những cái trang mà người ta học á, trang ví dụ là bác sĩ đúng không, nhưng mà trong bác sĩ sẽ có nhiều cái lĩnh vực, nhiều khoa, ví dụ khoa xương sống đi, gọi là khoa gọi là xương khớp, thì ông bác sĩ đó có đi qua cái khoa mà gọi là sinh đẻ để ông like follow không? Có không? Hỏi thiệt là các anh chị em nên nhớ nha, tương tác nha, để Vũ chỉ cho các anh chị cái cách để các anh chị em kết nối. Thời buổi bây giờ Vũ nói các anh chị em chỉ cần tập trung cái điều này thôi, 24 tiếng trên gọi là 24 tiếng á, mà các anh chị em ăn ngủ trừ ha hết, dành thời gian còn lại khai thác cái Facebook thôi. Trời ơi, cái Facebook nó trị giá cả 1.000 tỷ các anh chị. 1.000 tỷ đô các anh chị. 1 tỷ đô là bằng là 23.000 tỷ tiền Việt Nam. Tập đi mà khai thác. Chị vô ạ. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, cái người học tiếng Anh á, đang học tiếng Anh, mong muốn học được tiếng Anh, nó có đi like học tiếng Trung Quốc không? Không. Vậy thì các anh chị em, bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè, các anh chị em đang bán một sản phẩm, đang nói bằng tiếng Anh, các anh chị em lại cứ đi trình bày cho cái thằng nói tiếng Trung Quốc, thì làm sao mà nó tiếp nhận? Hiểu không? Các anh chị em đang chia sẻ cơ hội rau quá, mà cho cái người đang làm bất động sản, đang gọi là gì, mở miệng ra là gì, tôi 100% là gì, tôi 100%, tôi là 100% sẽ làm bất động sản thành công. Các anh chị em đi chia sẻ cái thằng làm đó làm gì? Thế các anh chị em kết nối cái người đó làm gì? Các anh chị em kết bạn người đó làm gì? Hãy nhớ một điều rằng là gì? Khi các anh chị em thực sự giàu có, các anh chị em không quan tâm tới cái việc rằng là gì? Là khởi nghiệp theo kiểu mà gọi là gì? Bữa đói bữa no này, các anh chị em giàu rồi. Các anh chị em muốn cả thế giới. Thì sao? Gọi là các anh chị em muốn rằng là gì? Là làm quen ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Để các anh chị em có cơ hội đầu tư này, đầu tư kia. Thì các anh chị em có thể học hỏi thêm những lĩnh vực khác. Nhưng khi các anh chị em chưa có gì hết, thì Vũ chỉ nói với các anh chị em rằng là tập trung vào một điểm thôi. Xin hỏi ở đây có bao nhiêu anh chị em từng đánh trống trường? Xin hỏi có bao nhiêu anh chị em đã từng cầm cây gậy lên mà đánh cái trống không? Ai từng làm ngày xưa mà gọi là học sinh này, từng đánh trống trường này, hoặc là gì đánh mấy cái trống này này?
đánh trống á, mà không tập trung ở điểm giữa thì tiếng trống nó không có to, đúng không? Và đặc biệt đánh trống mà không có theo nhịp, không đều đặn, thì tiếng trống nó sẽ không vang đi xa và nghe êm tai. Đánh phải đúng điểm, đúng không ạ? Trong đầu thì thích một cô chân dài, mà cứ suốt ngày là kết bạn với mấy cô chân ngắn không, thì làm sao quen được cô chân dài, đúng không ạ? Hiểu ý không? Đây là sự thật các anh chị, đó là sự thật các anh chị. Nên ở đây Vũ chỉ nói các anh chị này, hãy nhìn cái Facebook của mình đó, cái tài khoản Facebook của mình đó, hãy nhìn cái tài khoản Zalo của mình đó. Mình phải phân biệt, à cái nhóm này, bạn, những người mà kết nối bạn trên Facebook của mình đó, à là ai? À cái chỗ này á, là người thân của mình nè. Đó, bỏ vô một lít, tập đi, học. Không biết thì kêu người lên trên YouTube á, hướng dẫn cách sử dụng Facebook, hướng dẫn cách quản lý bạn bè trên Facebook. Ta chỉ cho miễn phí, không có tốn tiền. Các anh chị em coi, người ta hướng dẫn, người ta, các anh chị em là được miễn phí, nhưng mà người ta cũng có tiền, hai bên cũng có lợi rồi. Các anh chị vô ạ. Không biết cái gì vô Google hỏi, không biết cái gì thì vô YouTube search ra, ta chỉ cho. Thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị em từng này, Facebook cho các anh chị em 5.000 fan. Các anh chị em đang tập trung kinh doanh rau quanh. Thế bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, rau quanh có kêu các anh chị em làm gì nhiều không? Không. Phim các anh chị em có làm không? Không. Website các anh chị có phải làm không? Không. Đăng ký các anh chị em có làm không? Không. Không có làm gì hết á. Ở rau quanh công ty làm hết rồi. Sản phẩm các anh chị em cũng không cần phải dạy người ta xài nữa, không cần phải chỉ cho các anh chị em làm gì trong đó hết. Việc các anh chị em làm sao để cho người ta đăng ký rau quanh hết, đúng không? Vậy thì trước khi đăng ký rau quanh thì các anh chị em phải làm sao gắn kết những người đó lại trong cái Facebook của mình. Thế thì bây giờ đi các anh chị, để nè, Facebook cho chúng ta 5.000 fan. Bây giờ 5.000 fan của mình trong đó là những ai trong đó? Xin thưa với các anh chị, cái đội nhà quê của Vũ á, Vũ chỉ á, và Vũ ngồi Vũ mở ra chứng minh cho mấy cậu á, các anh chị biết không? 5.000 fan á, thì mất 2.000 fan, hơn 2.000 fan là cái nick của người ta đã bị xóa rồi, nhưng mà nó vẫn nằm ở đó. Cái list nó bị đầy rồi. Giống như các anh chị em có số điện thoại của 200 người, nhưng khi các anh chị em gọi điện thoại cho 200 người á, nó chỉ có 100 người bắt máy thôi, còn 100 người là số điện thoại đó nó thay đổi rồi. Nhưng mà các anh chị em vẫn có danh sách 200 người. Các anh chị em vẫn bị ảo tưởng là có 200 người, nhưng thực tế khi các anh chị em gọi điện thoại có 100 người à? Đúng không ạ? Hiểu ý không? Thì mình phải xóa đi 100 số đó đi. Thì vô mình vô Facebook á, thấy người nào không ok, không hợp thì sao? Thì mình unfriend nó ra, để chỗ để mình đưa người khác vào. Ok không ạ? Bây giờ tư duy này, bây giờ mình mong muốn thành công 100% với rau quanh, thì bây giờ việc của mình làm gì? Có phải rằng là mình muốn thành công với rau quanh là việc đầu tiên của mình là gì? Là tuyển được một người nào đó, đúng không? Giới thiệu một người nào đó trở thành thành viên của rau quanh, đúng không? Hết. Từng đó thôi. Thế thì bây giờ vô hỏi các anh chị này. Có phải rằng để có được một người họ tham gia rau quanh thì họ phải có tư duy là gì? Họ phải có mong muốn là gì? Họ có mong muốn khát khao là gì? Khát khao của họ là mong muốn thay đổi chất lượng cuộc sống. Họ mong muốn có một cơ hội. Họ mong muốn có một cái kinh doanh
để làm gì? Để họ có thể rằng là gì? Kinh doanh để giúp cho họ thành công, giàu có. Đúng không ạ? Thì những người bạn mà chúng ta phải kết bạn đấy là những ai? Là những ai? Là những người phải quan tâm tới cái việc là gì? Làm giàu. Làm quan tâm tới cái việc là gì? Phải thành công. Thì lúc này chúng ta kết bạn với những người đó là có nghĩa chúng ta sẽ có những mối liên kết. Thì khi mà chúng ta có nhiều mối liên kết là những người khao khát làm giàu, khao khát thành công, thì khi chúng ta chia sẻ cơ hội trên Facebook của mình, trên Zalo của mình, thì sao? Thì người ta vô tình người ta thấy, ta đọc, người ta nghe, ta xem. À, không biết là cái anh chị này đang giới thiệu cái cơ hội gì đây? À, ra quanh để tìm hiểu xem sao. Thế thì có phải rằng là gì? Vũ hỏi các anh chị đơn giản thôi. Khi các anh chị em muốn xây dựng một kinh doanh hay các anh chị em muốn mong muốn kiếm được tiền, có phải rằng là gì? Các anh chị em nghe ở đâu đó có cái mùi gọi là gì? Kinh doanh, kiếm ra tiền. Các anh chị em sẽ tự động sao? Đi tìm kiếm nơi đó đúng không? Đúng không ạ? Tại sao người ta phải vô Sài Gòn để người ta kiếm tiền? Hỏi thật các anh chị nè, tại sao? Có phải tại vì họ thấy được nhiều người vô Sài Gòn, sau một thời gian họ thay đổi cuộc đời không? Những người vô Sài Gòn sau một thời gian trở nên giàu có đúng không? Đúng không? Thì cái người đó đâu có phải ai vô cũng giàu đâu. Nhưng tỷ lệ người ở tỉnh, ở quê mà lên thành phố sau một thời gian, vài năm, có người thay đổi cuộc đời của họ. Họ giàu có. Thì xong bắt đầu người này nói với người kia, muốn làm giàu, muốn có đủ các điều kiện thì phải làm gì? Thì đi lên Sài Gòn, đi ra Hà Nội. Ở ngoài Bắc thì đi ra tới Hà Nội. Ở Sài Gòn thì sao? Ở khu vực miền Nam thì đi Sài Gòn. Đúng không? Tại sao người ta đi qua Hàn Quốc? Tại sao người ta đi qua bên Mỹ? Tại vì người ta nghe tới rằng là gì? Đi qua bên Mỹ họ có cơ hội, cơ hội này, cơ hội kia. Đúng chưa? Tại vì đã có nhiều người Việt đi qua bên đó thành công rồi. Tại vì có nhiều người Việt đi qua bên Malaysia, bên Hàn Quốc, bên Đài Loan, họ kiếm được tiền, người ta mới đi. Mình nghe tới là ở nhiều người từ khi có Facebook á, người ta trở nên giàu có. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng sao ạ? Cũng hào hứng tìm kiếm trên Facebook. Rồi chúng ta nghe tới nhiều người kiếm tiền trên YouTube. Rồi chúng ta cũng lên YouTube, chúng ta xem, chúng ta tìm kiếm. Thế thì bây giờ vừa hỏi các anh chị này. Người ta cũng nghe tới là gì? Rao One. À, ở Rao One có rất nhiều người thành công, giàu có. Thì từ từ tới một thời điểm người ta cũng sẽ sao ạ? Tới ra quán. Nhưng trước khi để được cái điều đó nổi tiếng lên, thì ngày hôm nay chúng ta phải làm những cái bước sau. Bước một, các chị biết bước một làm gì không? Bước một biết làm gì không? Làm ơn đặt cái tên cho đúng, tên cho hay, tên cho chuẩn, tên trên Facebook của các anh chị. Tên của mình là gì? Tên của mình là Phạm Hương hay là Nguyễn Minh hay là Nguyễn Hoàng hay là Nguyễn Thị Huệ hay là Trần gì đó hay là Hoàng Thị gì đó hay là gì? Ta nói tên đẹp, ông cha rồi bố mẹ đặt tên cho mình tên rất là đẹp. Không đặt, toàn đi đặt những cái tên hận đời đen bạc rồi nào là gì. Yêu em không lối về, rồi sóng xanh, rồi là mênh mông tình cũ, hay là đặt toàn những cái tên mà ta nói rằng là không thể biết các chị em đang suy nghĩ gì. Hiểu ý không? Các chị em đi kinh doanh,
Các anh chị em muốn thay đổi cuộc đời thì có cái ông nào mà giàu có mà đi đặt cái tên mà ta nói rằng là để khoe mình lên trên internet, lên khoe mình một cái tên gì đó rất là buồn cười không, rất là bựa không? Hỏi thật, đây sự thật mà các anh chị. Trừ khi các anh chị em có hai cái Facebook, một cái Facebook cho công việc kinh doanh và một cái Facebook là gì, để làm gì, để chơi gì đó, để gọi là giống như là thể hiện theo kiểu rằng là cá tính riêng vậy đó, không cho ai biết mặt mình đằng sau lưng lại, hoặc là để cái Facebook đó để là đi tán gái không ai biết, hay là đi tán anh nào đó cũng không ai biết, hay làm những cái chuyện gì đó mà gọi là mờ ám gì đó để không ai biết. Còn mà đi kinh doanh rồi á thì một là tạo một cái Facebook khác, hai làm lại mới cái Facebook của mình, đúng chưa? Đây là sự thật mà các anh chị. Môi trường nào cũng vậy, phải sao? Phải chuẩn chỉ. Việc đầu tiên đó là gì? Phải cải thiện lại họ tên, tên tuổi, đặt một cái tên chẳng hạn như mình không đưa cần họ tên cũng được, hoặc là mình đưa cái tên lót với tên của mình thôi, hoặc là biệt danh của mình. Chẳng hạn giống như là Hiền Lucky, đúng không? Chẳng hạn giống như tên là Nguyễn Thị Hiền thì nghe nó bình dân, nghe nó không sốc, nghe không đã. Đặt tên, cái tên biệt danh là gì, gặp cứ ai mà gặp Hiền là sẽ là may mắn thì thôi đặt luôn Hiền Lucky. Lucky là may mắn. Chẳng hạn ví dụ giống như là gì, chẳng hạn giống như là những cái biệt danh rất là hay, đúng không? Các chị em hiểu gì không? Ok ha. Việc đầu tiên. Việc thứ hai á là gì? Là mình phải có một tấm hình. Nói chứ một tấm hình thì nó ít quá, nhưng mà trước mắt là phải có một cái tấm hình avatar đại diện. Chứ bây giờ hỏi tên nó là gì, Hiền Lucky, mà để cái hình avatar là một con cún con, hay một con cáo, hay là một con trâu, hay một con bò, hay là một bông hoa, hay là một cái chiếc xe, hay là một cái ngôi nhà, nó không giải quyết được cái gì, nó không có đúng con người thực. Người ta nhìn vô cái người ta không muốn làm bạn với mình rồi. Các chị em hiểu ý không? Ai hiểu ý giơ ngón tay lên cái coi. Các chị em hình vô ạ. Hãy nhớ một điều rằng là gì? Hơn phân nửa thế giới đang xài Facebook, và Facebook đang tạo ra giá trị hàng trăm tỷ đô la. Các chị vô ạ. Vấn đề chúng ta biết khai thác nó hay không thôi. Các chị vô ha. Và ngày hôm nay Vũ chỉ cho các chị em cách khai thác. Các chị em có công cụ rồi. Bây giờ phải chuẩn chỉ lại. Rồi. Hai việc. Việc đầu tiên là xem lại cái tên của mình. Ok chưa? Chẳng giống như tên của Vũ đi. Thì Vũ đặt tên là Nguyễn Hải Hoàn Minh Vũ. Còn một cái trang ở nước ngoài thì Vũ đặt là John Nguyễn. Tại vì John là tên thánh. Còn Nguyễn là gì? Là họ. Là John Nguyễn. Ra nước ngoài thì nói là John Nguyễn. Còn tên Việt Nam là Nguyễn Hải Hoàn Minh Vũ. Hoặc là các anh chị có một Facebook thôi. Đúng không? Hoặc là ví dụ cái tên của các anh chị em là Nguyễn Mậu Thìn. Đúng không? Nhưng mà ở Facebook đó, nó còn có một cái mở ngoặc đóng ngoặc đó. Là Thìn Quảng Bình, hoặc là Thìn Triệu Đô, hay là Thìn Tỷ Phú, hay là Thìn Đại Gia, hay là Thìn gì đó, hay là Thìn Vui Vẻ, hay là Thìn nói chung là đặt một cái gì đó. Đó là mình có, nếu mình có biệt danh thì mình đặt, còn không có thì thôi, mình vẫn là tên là gì, Nguyễn Mậu Thìn, đúng không? Các chị em hiểu ý chỗ này ha. Rồi cái avatar của mình cũng vậy. Lấy hình của mình đại diện cho một cái điều gì đó. Chẳng hạn giống như avatar của Vũ. Thì avatar của Vũ thì nó sẽ thay đổi. Lâu lâu thay đổi. Nhưng mà bây giờ Vũ đang để là gì? Trong từ lúc ngày Vũ làm rau quanh tới giờ. Thì Vũ lại để cái hình là trước khi làm rau quanh. Thì Vũ để cái hình là Vũ và những cái đứa trẻ.
mà Vũ mời những đứa trẻ lang thang ở bên Philippines, ở Manila, là mấy đứa trẻ mà gọi lang thang á, là Vũ mời hết mấy cái đứa trẻ lang thang đó đi ăn gà rán. Các chị chưa? Thì Vũ chụp cái tấm hình đó, thể hiện sự chia sẻ vui vẻ với anh Nick. Thế đó. Rồi, ok ha. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Facebook các anh chị thì phải có gì? Hình ảnh, dữ liệu. Các anh chị em đang hướng tới cái điều gì? Có hai thứ các anh chị em lưu ý nè. Có hai thứ người ta muốn theo dõi các anh chị. Một, người ta muốn biết các anh chị em, cuộc sống của các anh chị. Hai là người ta muốn biết các anh chị em đang nói về cái gì, chia sẻ về cái điều gì. Các anh chị vô. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị. Cuộc sống các anh chị có thể chia sẻ hoặc không chia sẻ trên Facebook. Nhưng các anh chị phải chia sẻ cái quan điểm của các anh chị. Không theo cái kiểu mà nhạc nào cũng nhảy. Cái tư duy nhạc nào cũng nhảy á, là giết rất nhiều người rồi đó. Và làm cho nhiều người thất bại rồi đó. Và làm cho con nhiều người á, không bao giờ thành công được. Tại sao vậy? Tại vì những người thành công á, những ông trùm á, những cái người mà gọi lead, lead lớn á, họ quan sát thấy các anh chị em không biết tập trung. Các anh chị em không có lập trường, nhạc nào các anh chị em cũng nhảy. Và khi họ có cơ hội, họ sẽ không bao giờ chia sẻ cho các anh chị đầu tiên. Hiểu chưa? Các anh chị em hiểu ý chưa? Vũ xin thưa nha. Nhạc nào các anh chị em cũng nhảy á, mà bản thân Vũ mà biết các anh chị á, mà nhạc nào các anh chị em cũng nhảy á, theo kiểu mà người không có lập trường á, thì Vũ có cơ hội tốt đi nữa, Vũ cũng không thèm giới thiệu các anh chị. Tại sao vậy? Tại sao phải giới thiệu các anh chị? Mặc dù giới thiệu các anh chị là các anh chị em có tiền đó, Vũ chia sẻ là Vũ có tiền đó, nhưng Vũ không bao giờ chia sẻ. Tại sao vậy? Tại vì Vũ không thích. Vũ không thích làm việc với cái người mà suốt ngày bay nhảy, không có lập trường. Đúng không ạ? Vũ hỏi các cô này. Các cô có thích cái thằng đàn ông nào mà suốt ngày mà hết ngày hôm nay con nhỏ này, mai con nhỏ khác không? Không. Thế thì ngày hôm nay các anh chị em tuyển chia sẻ cho một ai đó cơ hội. Các anh chị có thích là chia sẻ cho cái người mà không có lập trường không? Các anh chị có muốn kết bạn với một cái người mà hôm nay thì chia sẻ Amway, ngày mai chia sẻ Herbalife, mốt là chia sẻ Unity, kia nữa là chia sẻ mấy cái sàn xanh đỏ, mốt là chia kia nữa là bắt đầu chia sẻ coin này, coin kia, kia nữa là chia sẻ Forex này, Forex kia, kia nữa là chia sẻ, ta nói tùm lum tùm la hết. Không biết cái gì là, không biết nhạc gì hết. Các chị nhu ạ. À? Các chị em để đi. Những người thành công thực sự đa phần là những người gì? Tập trung một thứ. Học rất là nhiều thứ, chơi rất là nhiều thứ, nhưng tập trung làm một thứ cho nó tốt. Tại sao Trịnh Công Sơn từ mấy chục năm trước, những bài hát của Trịnh Công Sơn từ vài chục năm trước tới giờ người ta vẫn yêu quý. Lượng xem người ta vẫn, lượng nghe người ta vẫn nhiều. Những cái nhạc thị trường các anh chị em để không? Hôm nay chút này chút kia ta nói tùm lum tùm la hết thì sao? Đâu được lâu dài. Nên các anh chị em có chủ đề gì thì các anh chị em phát huy chủ đề đó. Các anh chị em đang tập trung làm công việc của các anh chị thì các anh chị em chỉ post thông tin của công việc các anh chị thôi. Các anh chị em chia sẻ những hình ảnh hoạt động của công việc, của kinh doanh các anh chị. Hoặc các anh chị em chia sẻ những câu chuyện thành công, những cái sự thành công, những bài học liên quan tới sự thành công lên trên đó. Hoặc là các anh chị em chia sẻ những sự thay đổi của thế giới, những cái này, những cái kia, những cái gì mà nó liên quan tới cái chuyện là gì? Giúp cho người khác thành công và giúp cho, quan trọng nhất là giúp cho mình thành công thôi. Thì sao? Thì mình up lên. Thì những người nào mà họ cũng theo cái hơi hướng đó, họ sẽ theo các anh chị, follow các anh chị. Nó gọi là fan các anh chị. Ủa, ca sĩ nó cũng làm một cái fan riêng của nó mà.
Tại sao các anh chị em không có fan riêng của các anh chị? Nói thật các anh chị này, các anh chị em đâu cần học đâu xa đâu các anh chị. Học mấy ca sĩ các anh chị, mấy cái người nghệ sĩ các anh chị. Ta nói có một bài hát à, tôi là tôi à, hát 20 năm. Có một bài giá em hát 20 năm. Có một bài tình đơn côi, tình đơn phương hát tới nói 20 năm. 20 năm trước ông nó cũng hát cái bài đó, và 20 năm sau bỏ ra vài chục triệu để người ta lên hát, cũng hát đúng cái bài đó. Mà các anh chị em chia sẻ cơ hội kinh doanh mới có 3 bữa, các anh chị em chán nản. Các anh chị em hình dung. Hỏi rồi các anh chị này. Ca sĩ giàu không? Hỏi thật, gật đầu một cái đi. Ca sĩ giàu không? Nhiều ca sĩ giàu không? Giàu. Hỏi thật này, ca sĩ có hát được nhiều bài không? Có. Nhưng họ biết hát bài nào vào lúc nào, thời điểm nào. Đúng không ạ? Thậm chí 20 năm rồi họ cũng hát cái bài đó. Tại sao vậy? Tại vì cái bài hát đó đó, dù hai cái năm thứ 21 á, năm thứ 21 á họ đi hát á, thì nó cũng y chang vậy. Nó có xuống hay xuống mức độ nào thôi, nhưng con người ta vẫn thích nghe cái điều đó. Thế bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Đây còn sâu hơn rồi nhé. Đây Vũ chia sẻ các anh chị này. Hỏi thật nha các anh chị. Thành viên của công ty, công việc kinh doanh là gì? Kinh doanh là để làm gì? Trao đổi, giao thương, những cái điều này, sản phẩm này, sản phẩm kia, dịch vụ này, dịch vụ kia, để làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Đúng không? Mà các chị hình dung đi, ca sĩ hay nghệ sĩ hay diễn viên hài, các anh chị, các anh chị có thấy diễn viên hài không, hay là các cái tuồng diễn sân khấu không, các cái nghệ sĩ họ chia sự hài họ diễn không? Mười mấy năm trước họ cũng diễn như vậy, 30-40 năm trước họ cũng diễn như vậy, và 30-40 năm sau họ cũng diễn như vậy. Thế thì bây giờ vừa hỏi các anh chị này, công việc rao quanh các chị em làm cái việc gì? Chỉ làm một việc thôi. Đó là gì? Chia sẻ về rau quả. Để làm gì? Để có thêm cộng đồng, thêm thành viên. Hết. Mà trước khi làm được cái việc đó thì sao? Thì phải có là gì? Phải có cái sự gắn kết, các cái kết nối. Đúng không? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Vũ hỏi các anh chị này. Con người ta mong muốn đi làm giàu, muốn thay đổi chất lượng cuộc sống nhiều không? Nhiều. Nhưng bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, các anh chị em thấy thầy chùa đông không? Hỏi thật này, trên cái đất nước Việt Nam này có bao nhiêu thầy chùa? Nico, không phải nói nha, con số lên tới cả vài trăm nghìn, tới cả triệu con người các anh chị. Họ có mục đích gì? Họ có lý tưởng gì? Vậy mà có tạo ra cả triệu con người mặc cái áo cà sa giống nhau. Cả triệu con người cạo cái đầu chọc giống nhau. Đúng không? Các anh chị em hình dung ý chưa? Họ giống nhau, họ quan điểm một cái điều gì đó, họ hướng tới một cái điều gì đó giống nhau, họ tạo ra một cái thế giới đó như thế. Nhưng mà cái cộng đồng nó đông không? Đông. Các chị vô ạ. Nên là các chị em hình dung rằng là cái công việc trở thành thầy chùa nó khó gấp ngàn lần cái công việc là gì? Đi làm kinh doanh. Vậy mà có cả triệu thầy chùa. Đúng không ạ? Các chị em hình dung ý chưa? Nên là các chị em phải hình dung rằng là gì? Lúc nào cũng có cộng đồng hết.
Vấn đề, ngày xưa người ta không nghĩ rằng Facebook có thể kết nối 3 tỷ con người trên khắp thế giới này lại. Không ai có thể tưởng tượng ra được rằng là Facebook có thể kết nối 3 tỷ người trên thế giới này lại với nhau. Vậy mà chỉ trong vòng có mười mấy 20 năm thôi, Facebook kết nối lại hơn nửa thế giới lại với nhau rồi. Các chị nhau ạ. Chứ mà nó mà lộ không có không cái Trung Quốc mà bên Trung Quốc mà nó không có những cái vấn đề này vấn đề kia thôi thì xin thưa Facebook nó kết nối luôn 80% dân số thế giới, đúng không ạ? Phải có điểm chung gì đó. Vậy thì bây giờ vừa hỏi các anh chị này, điểm chung của chúng ta là gì? Điểm chung của chúng ta là mong muốn có được một cái giải pháp, có một cơ hội để chúng ta sao? Để chúng ta thành công và giàu có, đúng không? Và bên cạnh đó thì có nguồn thu nhập thặng dư hàng tháng, hàng quý. Cái điều này, con số này nó lớn hơn con số của thầy chùa không? Hơn. Hơn các linh mục không? Hơn. Hơn các tu sĩ không? Hơn. Vậy thì bây giờ mình hỏi thật nè, là người ta phải xây dựng bao nhiêu năm người ta mới lên được từng đó, đúng không? Bây giờ chúng ta mới bắt đầu. Và xin thưa rằng là gì, các anh chị em mình dùng, các anh chị em nói khó, nhưng thực ra tại sao cứ mỗi năm lại có một lớp người trở thành linh mục, trở thành các vị cao tăng, thầy chùa, Nico, các sơ? Tại sao vậy? Ủa, các anh chị có biết là thầy chùa cũng phải tuyển dụng chứ, nhưng mà tuyển dụng theo cách khác. Đạo nào cũng có cái cơ chế của nó hết, đều có một cái cách thức, chứ không khơi khơi các anh chị. Các anh chị vô mà, chả lẽ bây giờ các anh chị em đi ra nói ê, muốn trở thành thầy tu không? Không. Mà là gì? Mà người ta hướng tới một cái điều gì đó, đúng không ạ? Quan trọng nhất là cái cách của người ta tiếp cận như thế nào. Thì cái công việc kinh doanh của mình cũng phải nhẹ nhàng, mình đừng có áp lực gì hết á. Với Vũ thì Vũ muốn chia sẻ các chị em hãy nhẹ nhàng bằng cách đó là gì? Hãy tập trung vô triển khai thông qua Facebook. À, vô xem người này. Đầu tiên là mình phải sao? Tên của mình xong, avatar của mình xong, đúng không ạ? Cái hình ảnh của mình. Bắt đầu mình chia sẻ về những cái liên quan tới công việc rau quanh của mình, chia sẻ những cái hình ảnh đội nhóm của mình lên một lèo trên Facebook trước đi. Sau đó bắt đầu mình làm cái bước thứ ba. Đó là bước thứ tư chứ. Bước thứ ba là gì? Bước thứ ba là chuẩn bị nội dung, có nghĩa là up những cái thông tin hình ảnh phim ảnh của rau quanh lên trên Facebook, đúng không ạ? Trên Facebook của mình. Bước thứ tư là mình mới truy cập vào cái web, cái mấy cái fanpage á, mấy cái nhóm mà làm giàu á các anh chị, cái nhóm mà người thành công á, mà người ta hay tụ tập vô đó để người ta xem những cái bài viết, những cái kinh nghiệm, những cái người thành công người ta hay theo cái đó. Và bấm vô đó mình sẽ thấy rằng là gì, có những người like trong đó, hàng trăm hàng ngàn người like trong đó, rồi á có mấy chục người share trong đó. Thì ở đây á sẽ có ba cái đối tượng: một, đối tượng like; hai là đối tượng share bài ấy các anh chị; ba là đối tượng comment. Đây là ba đối tượng. Đối tượng nào là đối tượng mà tương tác nhiều? Một, đó là đối tượng mà share và comment là tương tác nhiều. Nó giống như các anh chị em mà vừa nghe mà vừa comment á, giống như số này số kia, giống như trong các cái phòng Zoom á, thì nó cũng giống như mấy cái người mà gì, ngoài cái chuyện like, nhiều khi người ta còn like dạo người ta chứ không đọc bài, đúng không? Còn cái người share là gì, người ta mong muốn là gì, giữ cái bài này, những cái bài viết thành công, câu chuyện thành công này lưu lại trong cái lịch sử của người ta, lưu lại trong cái Facebook của người ta, hoặc người ta muốn chia sẻ cho mọi người khác biết về cái sự thành công này, câu chuyện thành công này, câu chuyện kia.
câu chuyện mà gọi là gì, là có thể giúp ích cho cái công việc của họ. Và còn cái người comment là gì, người ta muốn chia sẻ những cái ý kiến của người ta, đúng không ạ? Vậy thì đối tượng nào là đối tượng quan trọng? Một là đối tượng comment và đối tượng share là hai đối tượng trục quan trọng, và đối tượng like là đối tượng thứ ba. Hiểu ý chưa? Các chị em hiểu ý chưa? Trời ơi, xài Facebook là một nghệ thuật các anh chị. Nó giống như trong đời sống của các anh chị. Đời sống của các anh chị. Các anh chị em có quen được bà chủ tiệm vàng hay không? Các anh chị em có quen được cái ông chủ cây xăng hay không? Các anh chị em có quen được ông chủ thầu hay không? Các anh chị em có quen những người giỏi nhất trong cái xóm của mình hay không? Trong cái thôn làng nhà mình không? Trong cái huyện nhà mình hay không? Trong cái thành phố nhà mình hay không? Nó là một câu chuyện đấy các anh chị. Các anh chị em mình dùng ý không ạ? Rồi các anh chị em có những cái sự kiện này sự kiện kia mà các anh chị có thể mời họ như thế này như thế kia. Thì sao trên Facebook á, là một nghệ thuật. Những người mà lập trình ra cái Facebook đó, những người mà lập trình ra cho các chị em xài á, level của họ cao lắm các anh chị. Level của họ là thiết kế các anh chị, lập trình ra để cho các chị em xài theo cái tư duy đó được. Cảm nhận các chị em dùng này, vừa hỏi các anh chị này, hỏi thật nha, các chị em lưu ý từng này này. Khi các anh chị em up một tấm hình lên trên Facebook, một ai đó like cho các anh chị, cảm xúc các anh chị em khác. Ai đó thả tim cho các anh chị, cảm xúc các anh chị em khác. Ai đó thả cái mặt giận dữ cáu gắt, đảm bảo các anh chị em đang thắc mắc tại sao con nhỏ đó, tại sao cái thằng đó nó lại gấp, người ta nó căm ghét mình đến nỗi mà ấn cái nút đó. Xin thưa nha, Vũ nói thật các anh chị, nhiều hôm Vũ livestream trước đây á, trời ơi mẹ ơi, director 2 sao, resident 1 sao, mà tại sao lại Vũ lại chia sẻ cái livestream lại bấm cái mặt ghét Vũ ta. Do khi Vũ muốn chụp hình lại Vũ hỏi, nhưng mà Vũ suy nghĩ này, do bấm lộn, hiểu chưa? Nhưng mà nhiều khi cũng ghét hả? Hiểu không? Các chị em hình dung ý không? Nếu các anh chị em có cảm xúc, Vũ hỏi thật các anh chị, nếu ngay lúc này đây, từ giờ tới tối, khi các anh chị em up một cái bài gì trên Facebook mà ai like cho các anh chị, ai thả tim cho các anh chị, ai thả mặt giận dữ với các anh chị, mà các anh chị em có cảm xúc, thì Vũ nói với các anh chị em một điều rằng là gì? Là Facebook có giá trị với các anh chị. Còn nếu các anh chị em không có cảm xúc, thì dẹp luôn đi. Đừng kinh doanh nữa. Đừng có lên trên Facebook nữa. Tại vì các anh chị em chỉ coi công cụ đó chỉ là gì? Đồ thừa thải thôi. Còn nếu các anh chị em có cảm xúc thì sao? Thì các anh chị phải nhớ rằng hàng tỷ con người xài Facebook và có cảm xúc thì nó cực kỳ có giá trị. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, các anh chị em up một tấm hình lên mà các người ta like cho các anh chị, người ta thả tim cho các anh chị có cảm xúc. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị, nếu các anh chị em kết bạn với những người mà có tư duy mong muốn thành công trên Facebook, hàng trăm hàng ngàn người, các anh chị em up cái bài chia sẻ cơ hội về round one, các anh chị em chia sẻ về cơ hội kinh doanh mà người ta không tham gia, người ta không thèm quan tâm thì sao ạ? Thì tại vì người ta chưa thấy thôi, hoặc người ta chưa tới lúc người ta quan tâm thôi. Nhưng có một sự thật rằng là gì? Nếu ngay lúc đó họ thực sự đang khao khát tìm kiếm một cơ hội nào đó, họ sẽ bấm người ta xem. Người ta sẽ quan tâm, người ta xem. Nhưng nhiều khi người ta xem nhưng người ta không like, người ta không comment, người ta không share, người ta để đó. Lưu ý. Người ta xem thử coi hành động kế tiếp của các anh chị sẽ up cái gì. Hành động kế tiếp là người ta sẽ chia
coi anh chị em sẽ chia sẻ cái gì. Nhiều người á, họ còn hành động như thế này các anh chị. Họ quan sát các anh chị em trong 3 tháng. Thậm chí quan sát các anh chị em trong 1 năm. Xem coi các anh chị em trong 1 năm ấp cái gì. Nhiều khi các anh chị em là nhân tài đó. Nhiều khi các anh chị em rất giỏi. Nhưng họ chỉ quan sát các anh chị để làm gì? Nó gọi là hunter. Hunter nó gọi là gì? Gọi là kiểu giống như là săn đầu người ấy các anh chị. Những cái người mà gọi là đi săn đầu người ấy các anh chị. Họ làm cái gì biết không? Họ ngồi quan sát người khác thể hiện thôi. Các em hình dung ạ. Khi người ta quan sát người khác thể hiện thì người ta biết được à con người đó như thế nào. Thì người ta mới tuyển người đó làm đối tác, tuyển cái người đó làm nhân viên, tuyển cái người đó làm trợ gì, làm một con người có thể là phù trợ cho cái công việc kinh doanh đó, hoặc cho một cái tổ chức tôn giáo đó, hoặc cho một tổ chức chính trị đó. Bây giờ vừa hỏi các anh chị này, ngày xưa các anh chị em đi học, nếu các anh chị là người không năng nổ, các anh chị em không là người mà gọi là gì, giữ, gọi là giữ dằn hay là gọi là kiểm soát được lớp, đố ai mời các anh chị em làm sao đó, đúng không? Nếu các anh chị em không phải là người năng nổ, các anh chị em không bạt bát, cũng không ai mời các anh chị em làm đoàn viên, đúng không ạ? Khi các anh chị em đi học, người ta đã quan sát với các anh chị rồi. Người ta quan sát từ lúc các anh chị em đi học, từ lớp mẫu giáo kìa. Người ta mới xây dựng lên được một hệ thống chính trị, một cái hệ thống đảng phái to như thế. Hàng triệu người trong đó. Ta phải xây cả 100 năm mới có được cái hệ thống như thế này. Ở Mỹ có đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đó. Đảng con voi và đảng con lừa đó. Ta phải xây mấy chục năm, cả mấy trăm năm người ta mới ra được cái đó chứ. Các anh chị em vô mà. Thì rau quanh cũng vậy thôi. Rau quanh họ đang xây dựng lên một cái cộng đồng. Là gì? Có một cái tư duy khao khát kinh doanh toàn cầu, kinh doanh tự do. Và khao khát là gì? Thay đổi chất lượng cuộc sống. Và khao khát là gì? Thông qua chiếc điện thoại, một cái thứ đơn giản nhưng quyền lực, có thể giúp cho các anh chị thay đổi chất lượng cuộc sống. Các anh chị có biết không? Cái điện thoại di động của các anh chị á, nó có hàng ngàn chức năng trong đó mà các anh chị em chưa bao giờ biết. Tại vì các anh chị em chưa trân trọng và các anh chị em chưa hiểu được và chưa có người khai phá cho các anh chị. Vũ nói cho các anh chị em biết nha. Cái điện thoại này các anh chị em nhìn thấy bình thường, các anh chị em mua có mấy chục triệu à? iPhone này. Các anh chị em biết không? Người giàu nhất hành tinh người ta cũng xài điện thoại này. Là người có hàng trăm tỷ đô người ta cũng xài điện thoại này. Các chị em hiểu không? Các ông chủ tịch tập đoàn ấy, hàng tỷ đô, hàng trăm tỷ đô, thậm chí nghìn tỷ đô họ cũng xài điện thoại này. Tổng thống họ cũng xài điện thoại này. Ông bí thư, ông chủ tịch, ông nào cũng xài những cái điện thoại như thế này. Đúng chưa? Vấn đề là mình khai thác nó như thế nào thôi. Và bản thân Vũ cũng xài cái điện thoại này. Và cũng cái điện thoại này. Và thêm cái điện thoại Vũ đang làm zoom này này. Là 2 cái điện thoại. Và thêm một cái điện thoại nữa là Vũ có 3 cái điện thoại. Mỗi điện thoại một chức năng. 3 cái điện thoại là 3 công cụ. Thì sao ạ? Cái công việc kinh doanh của Vũ và đời sống của Vũ cho cái sự phát triển, cho cái công việc kinh doanh trên toàn cầu này của Vũ chỉ cần có từng đó thôi. 3 cái nhưng mà trong một. Chẳng qua là khi livestream như thế này, mình cầm cái này để làm gì? Có thêm phụ này thôi. Còn khi mà không cần thiết thì sao? Thì có thể sử dụng một cái thôi. À xong. Nó uyển chuyển. Các anh chị vô ạ. Và các tỷ phú hay giàu có gì đó, ông nào cũng đó, ông chỉ cầm một cái điện thoại này thôi là ông đã có thể gắn kết với cả thế giới rồi. Không cần một cái, không cần bóp hay không cần thẻ rút tiền, không cần bất cứ một cái điều gì. Ta chỉ cần cái này thôi là xong rồi.
hàng tỷ đô nó đang chạy trong cái điện thoại này, nhưng mà phải gắn kết internet. Các anh chị em có hết rồi. Và thêm nữa là gì? Các anh chị em có cái Facebook là gì? Là nơi gắn kết các cái mối liên kết lại với nhau. Nhưng bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, cái này mới là quan trọng anh chị. Các anh chị em tạo ra một cái liên kết 5.000 fan bạn bè trên đó, nhưng các anh chị em chỉ để up cho vui thôi, các anh chị em chỉ để chat chít cho vui thôi, thì tất nhiên nó không tạo ra một cái giá trị gì hết. Nó chỉ có tạo ra một cái giá trị là cho các anh chị em thỏa mãn thôi, vui vẻ thôi, đúng chưa? Nhưng khi các anh chị em có một cái công việc kinh doanh là rau ăn, thì các anh chị em chia sẻ lên đó, thì sao? Thì từ từ nó sẽ sao? Từ từ sẽ có người đón nhận nó. Vấn đề câu chuyện được đặt ra không thể có liền trong một lúc. Nhiều người cứ đòi thành công là gì? Là hôm nay làm là ngày mai thành công. Vũ nói với cái đội nhà quê của Vũ á, hãy làm như một cái người mà gì, nhân viên của các công ty. Hãy làm như một người công nhân của các cái xí nghiệp. Đó là gì? 7 giờ sáng mở mắt ra, cầm cái điện thoại hoặc là mở cái máy tính ra, lên trên Facebook, lọc lại coi ai là fan của mình trên đó, họ có cái tư duy gì, họ có mong muốn điều gì. Có phải là gì, những người này không có xài Facebook đấy không, hay họ đã khóa tài khoản rồi? Phải thanh lọc nó đi. Và mình vào các cái trang này trang kia để làm gì? Để xem coi ai có tư duy người thành công, ai mong muốn giàu có, kết bạn với họ. Đúng chưa? Một ngày mình kết khoảng vài chục người. Nhưng khi mình kết bạn như thế thì không phải ai cũng đồng ý kết bạn với mình. Trong thực tế mình đi ra ngoài kia mình chào hỏi người ta, chưa chắc người ta đã chào hỏi lại mà. Thì trên Facebook cũng vậy thôi. Nhưng ở ngoài kia mình sẽ tốn nhiều thời gian, mình sẽ tốn nhiều phương tiện để đi lại. Nhưng còn trên Facebook mình không có tốn nhiều. Thì mình dành thời gian y như những người là công nhân hay là những người sao? Những người nhân viên, họ đang sử dụng thời gian, quỹ thời gian của họ là từ 7 giờ cho tới 11 giờ trưa, hoặc 11 giờ rưỡi, từ 1 giờ cho tới 5 giờ. Các anh chị em chỉ loanh quanh luẩn quẩn trên cái nền tảng đó thôi. Làm cho tới lúc nào mà mình có vài ngàn fan, vài ngàn kết nối là những con người thực sự là đang mong muốn đi tìm kiếm sự giàu có, đang mong muốn thành công. Các anh chị có biết không ạ? Các công ty bất động sản, các công ty bảo hiểm, tất cả các công ty, họ đều có danh sách khách hàng của họ hết. Họ đều tạo ra những cái fanpage. Họ bỏ tiền ra chạy quảng cáo để làm gì? Để tìm các cái đối tượng có mong muốn cùng cái sở thích đó. Các anh chị có biết không? Khi các anh chị em mà quen những cái người mà làm thẩm mỹ, các anh chị em sẽ biết được rằng là họ bỏ bao nhiêu tiền để chạy quảng cáo để làm gì? Để tìm ra những con người mà đang khao khát thay đổi, sửa này sửa kia làm đẹp mình, để follow cái trang của họ. Các anh chị hình dung ạ? Mình không phải bỏ tiền ra thì mình phải làm cái gì? Tự đi tìm. Chứ còn nếu các anh chị em bỏ tiền ra thì thôi, rau quanh từ bỏ tiền ra thì nó lại có khác gì là gì? Có khác gì là kinh doanh truyền thống rồi. Bỏ tiền ra quảng cáo rồi ai đến thì đến. Thế thì có phải là mình đã bỏ tiền ra trước không? Đúng không ạ? Thì nó lại sai với cái việc kinh doanh rồi. Thế bây giờ Vũ hỏi các anh chị, ngày hôm nay các anh chị kết nối được 10 người, nhưng chỉ có một người đồng ý làm kết bạn với bạn trên Facebook thôi. Nhưng trong 5 ngày tới, 10 ngày tới mà 9 người kia họ không kết bạn với các anh chị, thì các anh chị em truy cập vô trong Facebook cái danh sách đó, các anh chị em hủy kết bạn với 9 người đó đi. Các anh chị em lại add thêm 10, 20 người khác. Nếu các anh chị em ẹp nhiều quá, ẹp bạn nhiều quá, kết bạn nhiều quá, mà Facebook, mà những cái người đó không có chấp nhận,
mà các chị em ẹt nhiều quá mà nó phải lên tới con số hàng trăm rồi mà họ không có chấp nhận thì sao? Thì có khi cái Facebook nó sẽ khóa tài khoản các anh chị, bởi vì các chị em ẹt tùm lum. Nó cũng giống như các anh chị em đi ra ngoài mà các chị em gặp ai, các anh chị em cũng chào, gặp ai các anh chị em cũng làm quen, đi đâu cũng bắt tay. Thì tới cái ngày á, có người không dám bắt tay với các anh chị. Bữa sau á, các anh chị em bước tới cái cửa hàng người ta, các anh chị em tới cái chỗ của người ta thôi, người ta là gì? Kêu bảo vệ đừng có cho thằng nó vô đây. Có không? Có. Đúng á. Nên add fan, kết bạn là một nghệ thuật. Trong 5 ngày tới 10 ngày mình kết bạn với người ta, mà nếu người ta không chấp nhận thành bạn thì mình vô mình bấm hủy kết bạn đi để nó trừ chỗ, rồi mình bắt đầu làm tiếp. Và liên tục trong những cái thời gian đầu tiên làm liên tục, sáng làm, chiều làm và tối làm ngày này qua ngày nọ. Và Vũ nói với các chị em một bí mật nằm ở chỗ này nữa. Khi các anh chị em làm cái điều này thường xuyên thì vô tình các anh chị em sẽ tìm được mảnh ghép cuộc đời của mình. Dù các anh chị em có thể không thành công ở rau quanh nhá, có thể các anh chị em không thành công ở rau quanh, nhưng trong con người tiềm ẩn của các anh chị nó có một cái gì đó, có một cái điều gì đó. Vô tình khi các anh chị em kết bạn một ai đó mà cái người đó đủ mạnh, nó sẽ kích hoạt trong con người các anh chị em trở thành một cái gì đó nó tốt hơn, nó mạnh mẽ hơn. Các anh chị em vô ạ. Còn cái việc nhiều khi các anh chị em thích làm kinh doanh là một chuyện, nhưng trong con người các anh chị em tiềm ẩn một cái gì đó nó ghê gớm hơn thì sao? Tự dưng khi các anh chị em kết những cái người bạn như thế này, kết những cái người thành công như thế này thì sao ạ? Thì vô tình các anh chị em sẽ gặp một ai đó nó có thể làm thay đổi cuộc đời các anh chị. Anh chị Dung. Ok ha. Nói chung, nói tóm lại, cái cách làm như thế này nó giúp cho các anh chị em chỉ có tốt lên và tốt hơn thôi. Các anh chị em hình dung ạ. Nó giống như câu chuyện rằng là gì? Nó giống như câu chuyện các anh chị em sống trong một khu phố hay một khu xóm hay một cái môi trường nào đó. Các anh chị em lọc lại bạn bè và các anh chị em biết chọn ai mà chơi. Các anh chị em nên biết chỗ nào để các anh chị em đến, để các anh chị em tụ tập, để nói chuyện, để giao lưu và kết bạn. Đúng không ạ? Chứ các anh chị em chơi toàn các bạn nhậu không? Bạn toàn đi chơi không? Bạn tiêu cực không? Thì sao? Thì nó không tốt. Nhưng khi Facebook của các anh chị, khi Zalo của các anh chị hay Facebook của các anh chị mà toàn là những người khao khát thành công thôi, thì sao ạ? Thì các anh chị em rất dễ để thành công. Tại vì họ toàn nói ra những điều tiêu cực, đâu tích cực không? Họ nói ra những toàn là gì? Những cái điều mong muốn cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ chia sẻ những cái bài viết tốt đẹp hơn. Họ chia sẻ những kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của họ. Thì vô tình các anh chị em có đọc những cái bài viết đó, nó cũng sẽ giúp cho các anh chị em có kiến thức hơn, có kinh nghiệm hơn, có trải nghiệm hơn. Và các anh chị em dễ thành công hơn. Và đặc biệt là gì? Khi các anh chị em làm cái điều này, thì các anh chị em cũng sẽ có một cái thói quen tốt. Đó là gì? Đó là gì? Đó là thường xuyên kiểm tra lại xem cái danh sách của mình. Tất cả những công ty lớn trên thế giới này, họ đều làm cái điều đó mỗi ngày. Họ làm điều đó đều mỗi tháng. Họ làm điều đó mỗi năm. Nó cũng giống như là gì? Các cái hệ thống chính trị hay hệ thống công ty hoặc hệ thống tôn giáo, mỗi năm hay là mỗi quý hay là một nhiệm kỳ nào đó, họ sẽ đánh giá lại toàn bộ cộng đồng thành viên của họ, đảng viên của họ để làm gì? Để thanh lọc lại cái điều đó, để làm cho cái tổ chức của họ càng ngày tốt hơn. Các chị em đã hiểu vấn đề này chưa? Chứ còn cái Facebook của các anh chị mà cứ để tùm lum tùm la, các anh chị em không dám post một cái gì hết. Tại khi các anh chị em post lên cái mấy anh tiêu cực, các anh chị em để toàn những mấy cái anh tiêu cực, mấy cái anh không quan tâm tới, nó cứ vô comment tùm lum hết.
Thế thì sao? Tới lúc các anh chị em chán, các anh chị em không comment nữa, các anh chị không nói nữa. Nó giống như các anh chị em quen 10 người bạn, mà các anh chị em vừa mở miệng ra nói cái chuyện là khởi nghiệp thế thôi. Là tao nói 9 đứa, nó đã tẩy chay rồi, nó đã khuyên các anh chị em bàn lùi rồi. Là các anh chị em sao rồi? Các anh chị em tiêu rồi. Thì trên Facebook cũng vậy thôi. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Vũ nói như thế nhưng mà có nhiều cô, nhiều chú lớn tuổi, các cô chậm lắm, các cô sẽ không rành, sẽ không có biết làm mấy cái điều này. Xin thưa, các cô đều biết làm hết, nhưng chẳng qua là gì? Chưa dành nhiều thời gian thôi. Các cô bây giờ lớn tuổi, các chú lớn tuổi đúng không? Cũng có điện thoại đúng không? Cũng kết bạn trên Facebook đúng không? Vẫn muốn thành công, muốn giàu có đúng không? Thì sao? Ủa, các cô cũng đã từng trẻ rồi mà. Các cô cũng đã từng đi kinh qua thời trẻ rồi mà. Thế thì sao? Thế thì hãy làm lại cái động tác. Chẳng hạn ví dụ giống như cô nào tên là Yến chẳng hạn, 50 tuổi, 60 tuổi rồi, thì vẫn có thể là gì? Tên là ví dụ Hoàng Yến đúng không? Hoặc là Yến gì? Đặt một cái tên, hoặc là một cái tên của mình cũng được, đúng không? Đó. Nhưng mà sao? Nhưng hình ảnh của mình phải là năng nổ. Ủa, tại sao các cô khi đi đám cưới, các cô lại trang điểm, rồi đeo vòng vàng, thậm chí không phải vàng thật các anh chị ạ. Các cô, các chú vẫn đeo vòng vàng giả mà. Đồ Mỹ Ký mà. Vẫn lủng lẳng tùm lum mà. Thế thì tại sao không làm cái Facebook của mình cho nó ok hơn? Mà xin thưa nè. Xin thưa với tất cả các cô chú, các anh chị em rằng là cuộc đời chúng ta sẽ trước sau gì cũng gắn trên Internet này thôi à. Không xài Facebook thì xài cái ông nội khác cũng vậy thôi. Quanh đi quẩn lại cũng y chang vậy à. Các chị em hình dung biết không? Chừng nào các anh chị em không xài Internet, không xài điện thoại nữa, thì lúc đó các anh chị em mới gọi là gì? Thoát ra khỏi cái thế giới Internet, cộng đồng này. Còn mà nếu các anh chị em vẫn có tư duy theo kiểu là tôi vẫn muốn giàu có, tôi vẫn muốn thành công, tôi vẫn muốn có nhiều kết nối để chia sẻ này kia, thì xin thưa, lập trình lại. Đúng không ạ? Thì các cô á, nên làm cái động tác như thế này. Những người lớn tuổi á, tại vì Vũ hay nói chuyện và Vũ lưu ý với những người lớn tuổi xíu. Mình đã lớn rồi thì mình phải có kinh nghiệm. Đúng không ạ? Mình 50, 60 tuổi rồi thì đừng có lên trên Facebook mà đi kết nối mấy cái ông 50, 60, 70, mấy cái ông nó già rồi. Đừng kết nối làm cái gì nữa. Đúng không? Mấy chú 5-60 rồi, đừng có kết nối mấy cái ông 70-80-90, đừng có chia sẻ làm gì. Đừng kết nối tùm lum mấy cái đó. Lớn tuổi là phải khôn ra, chứ không phải lớn tuổi mà là gì? Mà dở đi, mà không phải là gì? Lớn, đã nói rồi, lớn tuổi là phải dùng cái đầu, phải khôn hơn, phải lưu ý làm nhẹ nhàng mà tình cảm. Đúng không? Thì có phải rằng là khi mình truy cập vào các cái trang, các cái nhóm mà những cái cậu thanh niên 20, 30, 40 là những cái người bạn trẻ đó là gì? Họ rất là năng nổ, họ rất là khao khát thành công. Thì mình khi mình kết bạn những người đó, trời ơi cô chúc cháu thành công nha. Ờ, cô cháu tuyệt vời. Hay là cô thấy comment, ví dụ vô tình comment đi. Đúng không ạ? Xong bắt đầu á, là gì? Khi mà các cô, các chú mà có kết nối của những người trẻ nó nhiều thì sao ạ? Vô tình nó làm cho mình cũng trẻ hơn. Mình đọc được nhiều thứ hơn. Đúng không ạ? Nhưng khi mình chia sẻ về cơ hội kinh doanh trên Internet, chia sẻ về cơ hội rao quanh thì sao? Các bạn trẻ nó bắt đầu mới suy nghĩ, trời ơi mấy ông già này, bà già này mà bây giờ còn kinh doanh Internet, mấy chuyện mà dùng ta nói toàn cầu lên tới hàng trăm, hàng ngàn người. Thì các bạn trẻ đó, họ nói câu rằng là gì? Như tôi đây, trẻ đây, mà tôi còn không làm được. Dùng của tôi không làm nổi được 100, 200 người.
Vậy mà các u này, các cô này có thể làm zoom lên tới hàng trăm hàng ngàn người như thế này, và có thể làm online, vẫn có thể kiếm tiền trên internet như thế này, và còn biết tới Bitcoin là gì, biết cái này biết cái kia, thì sao ạ? Thì người ta sao? Người ta cũng phải hỏi, người ta cũng phải quan tâm chứ. Thế bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, suy nghĩ kỹ nha. Hãy đặt vị trí các cô, các chú đang làm chủ doanh nghiệp thì sao? Thế bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, ví dụ các cô, các chú ngay lúc này đang làm rau quanh ở tuổi 50, 60, 70 đi. Ví dụ, hãy đặt cho mình làm vị trí, ví dụ mình đang làm chủ nhà hàng, đang làm chủ khách sạn, đang làm chủ công ty. Theo các cô chú tuyển mấy cái ông 50, 70 hay là 60 nữa? Hay là các cô chú muốn tuyển mấy thanh niên 20, 30, 40? Có phải rằng đây là nghệ thuật mà Vũ áp dụng nó từ khi Vũ làm công việc kinh doanh tới bây giờ? Khi Vũ còn trẻ, Vũ đi chia sẻ cho người lớn tuổi thôi. Có nghĩa rằng Vũ chỉ làm việc với những người trên 40 tuổi thôi. Khi Vũ 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi, cho tới 30 tuổi, Vũ chỉ tập trung vào những người lớn tuổi thôi. Vũ không nói chuyện với lớp trẻ. Vũ không làm việc với lớp trẻ. Tại vì lớp trẻ khó chịu lắm. Các chị Dung, nó khó chịu nhiều thứ lắm. Nhưng mà không thể, không, mình không nói hết được. Tại vì cái đó nó không nói hết được. Nhưng khi Vũ còn trẻ thì Vũ làm với những người lớn tuổi, 30-40 tuổi trở lên. Nhưng khi mà lớn tuổi thì mình sẽ làm càng trẻ tuổi càng tốt. Các chị nhớ không ạ? Nếu mà trẻ ngang nhau á thì sao? Một là giỏi, cực kỳ giỏi thì nó nghe. Hai, phải nhiều tiền nó mới nghe. Khổ vậy, mấy lớp trẻ là nhiều tiền nó mới nghe. Mà chả biết cái thằng đó nhiều tiền, nó từ ăn trộm ăn cướp gì hay là những cái gì đó, không quan tâm, cứ thấy giàu là ok, kiểu vậy. Tại vì cái lớp trẻ nó chưa có kinh qua được rồi á, có nhiều người nhận thức nó vẫn còn chưa tốt. Thêm cái nữa, còn những người lớn tuổi thì sao? Thì ít dù nhiều, nếu mà nó không nghe bằng cái việc là giàu có, nhiều tiền hay là này kia thì sao? Thì nó còn trân trọng bằng cái là gì? Nó độ tuổi. À, lắng nghe xem thử coi cô nói gì. Lắng nghe xem chú nó nói cái gì. Các chị vô. Tại vì sao vậy? Tại vì những người bạn trẻ, họ sẽ mong muốn học được kinh nghiệm của những người lớn tuổi. Đúng chưa? Thế thì bây giờ Vũ hỏi là cái ông mà một trong ba ông, bốn ông giàu nhất thế giới, ông bao nhiêu tuổi rồi? Xin thưa, ông 80 mấy tuổi rồi. Chẳng hạn giống như là mấy ông như Warren Buffett này, hay là ông Soros hay George Soros gì đó, đúng không? Ông vừa nói chuyện có mấy câu thôi thị trường thế giới điên đảo luôn rồi kìa. Ông vừa mới nói có một câu thôi, vài ba câu, ông đúng rồi, và ông nói đúng ba tờ báo thôi, ba lần nói và báo đăng lên thôi, nó làm cho thị trường kinh tế thế giới thay đổi các anh chị, và đang thay đổi các anh chị. Ngay lúc này thị trường thế giới đang thay đổi các anh chị. Ngay lúc này thị trường đang thay đổi các anh chị này. Và chắc chắn một điều, nếu anh chị em nào đang đầu tư trong các thị trường chứng khoán, thị trường coi thì ngày hôm nay hay là ngày hôm qua các anh chị em đều xanh mặt mày hết rồi. Đó, chỉ cần rớt thêm vài nhịp nữa thôi là các anh chị em sẽ thấy đi về số 0. Đúng không ạ? Ông đã nói có vài câu à, đừng có đầu tư vào vào thị trường Trung Quốc nữa thôi là xong rồi đó. Ông nói vậy thôi là thấy banh xác rồi kìa các anh chị. Các chị em hình dung mà, chứ đừng có chê già. Già có kinh nghiệm của già. Già mà khéo mà khôn thì sẽ có rất nhiều tướng trẻ. Đúng không ạ? Còn mà trẻ mà khéo mà khôn sẽ làm sao? Sẽ có nhiều người trẻ ngang mình và lớn hơn mình. Nên là mình phải lưu ý để làm gì? Để hòa quyện với nhau. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị, các cô, các chú lớn tuổi rồi,
mà cứ đi giới thiệu toàn những người lớn tuổi. Thì khi mà cần cái xử lý gì, cần cái hỗ trợ gì thì đâu có hỗ trợ được đâu. Đúng không ạ? Khó. Nên nhớ lớn tuổi thì tốt nhất mà mình chơi với nhau thì trong cái hội người cao tuổi á, trong cái hội mà gọi là gì, cái hội mà của mấy hội các u mà gọi là tập dưỡng sinh đồ này kia thì ok. Trong kinh doanh nó khác. Những người lớn tuổi mà trong kinh doanh thì nên chọn cái đối tượng là trẻ hơn. Ví dụ mình 50 tuổi, 60 tuổi thì tập trung vô cái đối tượng là gì, 30, 40. Đúng chưa? Còn nếu mà khéo hơn nữa thì sao? Thì đối tượng khoảng 20 mấy là đẹp. Còn mà mấy cái bạn trẻ mà 20 tuổi, 21, 22 tuổi á, thì nên trong thời buổi này thì nên tập trung những cái người là gì, 30, 40. Thì lúc đó mình sẽ cân bằng cái hệ thống của mình. Và hệ thống của mình nó sẽ không bị gì, không bị chao đảo, không bị gãy. Giống như các anh chị em nhìn như vậy thôi này. Nhìn vô quốc hội thôi, cứ toàn 60 tuổi trở lên thôi, không có lớp trẻ là thấy sắp đứt rồi đó. Còn nếu mà nhìn vô quốc hội, đúng không? Mà 60 cũng có, 50 cũng có, 40 cũng có, 30 cũng có, thậm chí 20 mấy cũng có. Thì sao? Thì cái tổ chức đó nó mới tốt được. Tổ chức đó nó mới mạnh được. Đúng không? Các chị em hình dung ý ạ. Thế thì các anh chị em lưu ý lại nha. Lưu ý lại. Thì Vũ cũng dành quá nhiều thời gian cho cái buổi chiều ngày hôm nay. Thì Vũ chỉ nói với các anh chị em rằng là gì? Hãy tập trung giống như mình đang đi làm công nhân vậy đó. Đang đi làm nhân viên cho một công ty nào đó. Liên tục cho Vũ, liên tục cho Vũ trong vòng 3 tháng. Là cày ngày cày đêm với cái Facebook đó cho Vũ. Để làm sao kết nối những người bạn lại với nhau. Kết nối những cái người có tư duy tần số giống với nhau. Đừng có mong muốn ad fan nhiều, mà hãy ad fan có chất lượng. Được chưa? Và phải xem thử. Thêm một cái nữa. Đó là gì? Vũ hỏi các anh chị này. Ngày hôm nay có sẽ có một sự thanh lọc rất là lớn trên Facebook. Còn trên Zalo các anh chị em khỏi hạn chế thanh lọc trên Zalo. Tại vì nhiều khi là mình sẽ còn gọi điện thoại cho nhau. Đa phần Việt Nam mình hiện tại bây giờ nhiều người đang xài Zalo nhiều. Hoặc các công cụ khác. Thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Các anh chị em vẫn đang phải lo cái việc là gì? Kinh doanh, kiếm tiền, thành công, lên cấp. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị. Một cái tấm hình, một cái cơ hội các anh chị em up lên trên Facebook. Có 100 like. Mà có hết 80 like là người của rau quanh. Thì sao? Thì nó cũng có mặt tốt của nó. Nhưng nó có mặt không tốt của nó. Tại sao vậy? Bí mật nha. Đây là bí mật. Không phải ai cũng làm được mà Vũ đã làm rồi. Khó lắm các anh chị. Khó vượt qua cái ngưỡng này lắm. Nhưng Vũ chia sẻ các anh chị bí mật. Nhưng không phải ai cũng làm cách này nha. Hạn chế. Không phải ai cũng làm. Mà mình phải khéo. Mình chỉ cho những người dễ giỏi trong hệ thống làm. Cái cách này thì rất là hay. Vũ hỏi các anh chị này. Ngày xưa khi mà Vũ làm, tại vì Vũ làm rồi, Vũ đã từng làm, Vũ đã mất ngày này qua ngày kia, ngày này qua ngày kia để Vũ làm cái việc này và Vũ chỉ cho các anh chị thôi. Mà Vũ nói thật, ngày đó Vũ nói rằng là tôi chỉ việc này khi tôi có hàng trăm người, hàng ngàn người tôi mới chỉ. Chứ còn một hai người tôi hạn chế chỉ lắm. Tại vì sao vậy? Phải cùng làm một lúc thì nó mới mạnh được. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị một xíu. Các anh chị kết bạn với cái người kia mà người kia là manager của Rao One rồi. Đúng không ạ? Lưu ý nha, khi cái Facebook của các anh chị em chưa đầy á, thì các anh chị em đang để những người làm Rao One trong. Nói chung là trên 1000 người thì ok.
đâu dưới 1.000 người thì vẫn đang để chung được, nhưng bắt đầu từ trên 1.000 á thì sao? Thì Vũ nói các anh chị này, cái người đó không phải nằm trong nhóm của mình thì mình unfriend đi. Tại sao vậy? Tại bây giờ mình đâu có giới thiệu người đó tham gia Rao Quanh ở đâu được đâu, tại họ là thành viên của Rao Quanh rồi, đúng không? Hiểu ý à? Tất nhiên gắn kết với nhau nó là tốt, nhưng các anh chị em đang thực hiện giấc mơ của các anh chị mà. Các anh chị nhớ, mỗi người sẽ tự giác kết nối, đúng chưa? Thì các anh chị em lưu ý này, các anh chị em kết bạn với những người có giúp cho các anh chị em đạt giấc mơ thôi. Ví dụ những người mới là những người sẽ sao? Sẽ tạo ra cộng đồng cho các anh chị. Và những người cũ là những người mà gọi là trực tiếp, những người giới thiệu các anh chị, những người tính trên các anh chị, những người mà gọi là gì? Giúp cho các anh chị em khi các anh chị em cần sự hỗ trợ, các anh chị em kết nối với người đó. Còn những người khác là thành viên của Rao Quanh nhưng mà khác không có thể giúp cho các anh chị em thành công được nữa, đúng không? Thì các anh chị em mời và chat với họ ở trên Zalo hay trên Telegram hay trên các công cụ khác, hay là gọi điện thoại. Còn Facebook là cái chỗ của mình đang thực hiện giấc mơ của mình, các anh chị vô á thì mình unfriend ra. Cách làm này có nhiều người sẽ nói Vũ như thế này, nói Vũ như thế kia, nhưng Vũ nói rồi, đây là một trong những cái nó hơi khó chịu một xíu, nhưng đổi ngược lại nó sẽ rất thành công. Tại sao? Tại vì á, các anh chị em nhớ từng này, khi các anh chị em chia sẻ về Rao Quanh, đúng không ạ, chia sẻ về cơ hội, thì có những người mà gọi là các anh chị em đã kết liên kết rồi, người ta vô người ta hỏi, hoặc là người ta quan tâm về Rao Quanh, thay vì người ta hỏi các anh chị, người ta lại không hỏi các anh chị, mà người ta thấy rất nhiều người, mấy chục người đang làm Rao Quanh là bạn bè của các anh chị, người ta đi hỏi những người khác chứ hỏi không hỏi anh chị. Nó giống như Vũ đã từng bị các anh chị. Vũ đã từng bị rồi. Nên rằng là gì? Đây là một cái hơi khéo một xíu, các anh chị phải lưu ý. Nên các anh chị phải lưu ý rằng là gì? Tốt nhất, cái cách hay nhất vẫn là gì? Gắn kết với những người gọi là gì? Ở trên các anh chị và những người mới. Được chưa? Nó phải đi theo một cái liên kết như thế. Chứ còn bây giờ mình nói nhiều khi rằng là gì? Mình có thể giúp nhau thì mình dùng các cái nền tảng khác, mình dùng Zalo hay là cái này cái kia để mình gọi là gì, để mình hỗ trợ nhau, mình có thể ok. Nhưng cái Facebook là nơi mình đang tạo ra cộng đồng, tạo ra hệ thống cho mình, thì sao? Mình nên lưu ý cái việc này, được chưa? Chứ còn Vũ á là gì? Vũ sẽ unfriend hết. Tại sao vậy? Tại vì Vũ hiểu một điều rằng Vũ có khả năng để trình bày và giải thích được tất cả các câu hỏi của một ai đó khi hỏi về Rao Quanh, thì Vũ có thể unfriend hết được. Các chị em vô ạ, các chị em hiểu cái ý này không? Nó giống như là gì? Là ngày trước á, mấy cái người mà họ livestream á, họ bán mỹ phẩm á, thế thì có những cái đứa khác nó nhảy vô á, nó đọc mấy cái comment á, trên này á, thì đang giới thiệu cái mỹ phẩm này, ở dưới á, thì các cái công ty khác, mấy cái đứa khác nó nhảy vô, nó comment ở dưới này. Thế thì khách hàng á, thì sao? Thì nó theo con nhỏ kia nó đang bán mỹ phẩm đó. Nhưng mà nó khách hàng thì comment ở dưới, nào là thông tin, nào là số điện thoại. Khách hàng đâu có biết rằng là người của nhân viên của đứa này đâu. Thế thì những cái đứa khác á, ở các cái bán hàng mỹ phẩm khác á, nó nhảy vô nó lấy hết mấy cái số điện thoại của comment của con nhỏ mà đang livestream á. Thế nó gọi điện thoại bán hết mất tiêu. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là cái cô gái đó, đúng không? Hay cái chàng trai đó livestream bán hàng, mà cuối cùng mới bán được có vài món nè, nhưng mà mấy cái đứa khác đó, nó rỉa mất tiêu hết rồi. Hiểu ý các anh chị em hình dung ý chưa? Kinh doanh là một nghệ thuật. Các anh chị em, kinh doanh là một nghệ thuật, mà nghệ thuật này nó rất là khủng, đúng không? Nên khi các anh chị em làm, các anh chị em phải lưu ý những cái điểm này, điểm kia. Còn thêm một ý nữa, đó là gì?
Nếu các anh chị em đã có hệ thống rồi, có cái nhóm của các anh chị em 5-10 người rồi, thì sao? Thì nên kết bạn là kết bạn chung. Ví dụ các anh chị em có một cái người đó, là cái người đó có tư duy là gì? Thành công, tư duy là người làm là gọi là kinh doanh, đúng không? Thì sao? Thì các anh chị em kết bạn. Thì các anh chị em lưu ý này, các anh chị em kêu tuyến dưới của các anh chị em kết bạn với người đó luôn. Kêu những người khác kết bạn chung với những người đó luôn. Thì khi mà các anh chị em up về thông tin về gì? Những cái bài viết hay, những thông tin về rau ăn, thông tin về cơ hội. Thì sao? Thì tuyến dưới các anh chị hay là tuyến trên của các anh chị nó cũng up y chang như thế. Thế thì sao? Thế là cái người đó, người ta làm sao? Người ta thấy mình cũng thông tin về rau ăn, tuyến dưới mình cũng thông tin về rau ăn, thấy người này rau ăn. Thế thì sao? Nó tạo ra một cái hiệu ứng. Và người ta sẽ hỏi, ủa rau ăn này là gì? Làm sao, 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 sao? Đúng không? Hoặc là gì, khi người ta like, người ta comment. Khi một ai đó mà like hoặc comment về cái hình ảnh về rau ăn, thông tin về cội rau ăn, thì các anh chị em có thể nhảy vô, các anh chị em có thể là gì, nhắn tin, à mình có cái cơ hội về rau ăn như thế này này, thì mình có cái đoạn clip dài 2 phút 30 giây, những gì bạn quan tâm hôm nay có thể là chiếc chìa khóa hay gì đó, mình đưa cái đoạn clip đó cho xem, bạn xem thử coi đoạn clip này, rồi đặt cái đoạn clip mà thế giới thay đổi 3 phút, đúng không, các chị em gửi cho người ta xem. Các bạn có muốn tìm hiểu về cái cơ hội, một cơ hội có thể rằng là gì, kinh doanh, giúp cho bạn kinh doanh được không? Thế thì mình đưa cho họ 1-2 đoạn clip họ xem, nếu họ thích, họ trả lời, tôi muốn tìm hiểu thêm. Lúc này sao? Lúc này thì bắt đầu sao? Alo, gọi điện thoại, Facebook, xài Zalo, lúc này làm việc. Còn người ta không thích thì thôi, để qua bên. Hiểu ý chưa? Các chị em làm một cách rất là nhẹ nhàng, không có phải nặng nhọc. Nhưng các chị em phải khéo léo. Các chị em làm cái việc này nó đều đặn, thường xuyên và thường xuyên. Ngày này qua ngày nọ, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, tháng này qua tháng kia. Năm này qua năm kia. Chứ không phải rằng là các chị em làm được 1-2 bữa, các chị em chán. Thế thì bây giờ vô hỏi các anh chị này, mấy cái người làm công nhân đó, họ làm liên tục tháng này qua tháng kia, năm này qua năm kia, họ có chán không? Họ có cơ hội giàu có không? Không. Họ làm họ có cơ hội được nhận lương thôi, nhưng họ không có cơ hội trở nên giàu có. Các nhân viên cũng vậy thôi, các cái nhân viên ngân hàng cũng vậy, nhân viên của các công ty hay là nhân viên của Thế Giới Di Động thôi. Họ làm hoài ngày này qua ngày kia, ngày nào họ cũng làm, ngày nào họ cũng trả lời khách hàng, ngày nào họ cũng sao nghe điện thoại, gọi điện thoại một tháng vài triệu, vài chục triệu đó, nhưng họ không có cơ hội thành giàu có. Rất hiếm, rất hiếm cái cơ hội họ trở nên giàu có, rất hiếm. Nhưng các anh chị em đang làm rau ăn, các anh chị em có cơ hội giàu có. Các anh chị nhớ, tại sao vậy? Tại vì á, rằng vô tình các anh chị em là những người yếu thế, nhưng các anh chị em làm đàng hoàng, các anh chị em chia sẻ đàng hoàng, vô tình các anh chị em gặp được một cái con người tuyệt vời trên Facebook. Nó giống như chị Nani Thiên vậy đó. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị, ở đây có bao nhiêu anh chị em biết về chị Nani Thiên? Cái chị mà có một khúc thôi đó. Xin hỏi có bao nhiêu anh chị em biết chị Nani Thiên? Giơ tay, ngón tay lên giúp Vũ này. Vũ hỏi thật các anh chị này, khi chị Nani Thiên ngồi trước màn hình như thế này và sử dụng Facebook, có ai biết chị là cao 1m mấy không? Không. Đúng không? Không ai biết chị hết như thế nào. Nhưng nếu mà thực tế, nếu mà ra ngoài đường, ra ngoài thực tế, chị mà chia sẻ cơ hội cho Vũ, nhiều khi Vũ còn đánh giá. Hay các anh chị em cũng là đánh giá, các anh chị em chạy trước mất tiêu rồi, không có tốn từ, không có rảnh đâu mà ngồi nghe chị chia sẻ đâu. Đúng ạ. Đúng chưa? Đôi lúc chúng ta cũng phải thấy thực tế cái điều đó. Nhưng thông qua Facebook, thông qua nền tảng Internet, thế giới nó gắn kết lại với nhau được nhiều hơn. Nó loại bỏ những cái vấn đề đó. Họ tập trung vô vấn đề rằng là gì? Cái não này, cái tư duy này, cái ngôn ngữ lập trình trong cái não của mình là cái gì? Chứ người ta không quan tâm tới cái chuyện là
khuyết điểm của anh là cái gì. Nó không quan tâm cái chuyện cái xe anh đẹp hay là xe anh sang. Đại dịch như thế này là xe sang, xe dọc, xe đẹp là vứt hết, có đi được đâu. Để trong nhà, để dưới hầm. Đúng ạ. Bây giờ vừa hỏi các anh chị này, các anh chị em ngay lúc này, các anh chị em còn quan tâm tới cái túi LV hay là mặc áo Hugo, Tommy, là Versace, ta nói là tùm lum mấy cái áo, ta nói đủ loại thương hiệu không? Thế bây giờ vừa hỏi này, Vũ cái đeo cái đồng hồ 15.000 trên tay như thế này, các anh chị em có biết rằng là gì? Là Vũ đang đeo cái đồng hồ 15.000 không? Không. Các anh chị em sẽ không quan tâm tới cái việc rằng là gì, Vũ đang đeo cái gì. Không quan tâm tới cái việc Vũ là người của Vũ là gì, hôi hay là thúi. Đúng không ạ? Chẳng qua là mình xài thì mình cảm giác thoải mái. Thì sao? Khi thoải mái thì mình có năng lượng. Nhưng thế giới này không quan tâm tới. Trong cái việc mà Internet này, thế giới không quan tâm tới cái việc là mình đang có cái gì xung quanh. Người ta đang quan tâm tới cái việc bạn đang nói cái gì, bạn đang dùng tư duy gì, đang dùng hệ quy chiếu gì để chia sẻ cho mọi người và làm cho cái công việc nó phát triển. Các chị em hình dung ý chưa? Ok ha. Nên đừng bao giờ đặt cái mặc cảm. Các anh chị em hỏi, Vũ hỏi các anh chị này, những người mà họ dùng những cái tài khoản Facebook hay TikTok hay là YouTube, mấy cái đứa mà gọi là gì, ở ngoài đời á, là mình đánh giá nó tệ. Mấy đứa mà mình hay gọi là BD, hay người đồng tính, hay mấy cái đứa ẻo lả, hay mấy cái đứa giang hồ ảo ảo, rồi xăm chỗ tùm lum, hay mấy cái thằng phù hồ, hay mình chê đó, chẳng hạn, ví dụ vậy đi, đúng không? Nhưng mà các chị em có thấy rằng là gì? Khi mà họ sử dụng Facebook, họ trở nên sao? Giàu có. Họ làm những cái hài nhăm nhảm, nhưng họ vẫn có thể kiếm vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu. Thế tại sao các anh chị em không biết tận dụng cái điều đó? Tại sao vậy? Tại vì mình cứ nghĩ rằng là gì? Mình không có cái gì để mình chia sẻ. Xin thưa, thế giới Internet này nó khác hoàn toàn các anh chị. Nó khác hoàn toàn với ở ngoài đời thực các anh chị. Thế giới Internet này á, cái thứ gì cũng bán được hết. Cái thứ gì cũng có thể kinh doanh được hết các anh chị. Các chị em có biết rằng là gì? Mấy cái công nghệ NFT mới ra đây nè, ba cái hình ta nói nhảm nhảm mà nó bán lên tới vài chục ngàn đô, vài trăm ngàn đô các anh chị. Các chị em biết không? Amazon nổi tiếng cái gì biết không các anh chị? Amazon nổi tiếng cái thứ là gì? Cái gì bán cũng được. Ta nói rằng là bán cái thứ mà ta nói mình vứt ra sọt rác rồi mà đăng lên Amazon vẫn có người mua. Nó là như thế đó các anh chị. Nên rằng là gì, trên thế giới Internet đừng có ngại ngùng. Đừng có ngại rằng là mình chưa có nói được, mình chưa nói như thế này, chưa như thế kia. Các anh chị em có thấy không? Mấy cái đứa mà làm hài, mấy cái loạn clip á, nhắm nhảm á, mà nó làm ta nói còn bựa ơi là bựa luôn. Nó không có thật thà gì hết. Nhưng mà nó lại có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt view. Vũ hỏi các anh chị này, ở đây có ai coi phim Ấn Độ không? Ta nói một thằng nó đánh nhau á, ta nói đánh nhau á, ta nói rằng là gì? Cái thằng kia nó chém thằng kia rồi, đúng không? Vậy mà nó đang ăn cơm ở nhà mà nó, ta nói rằng nó mặc đồ để nó biểu diễn, nó chạy vòng vòng. Vậy mà nó ra nó cứu được cái thằng đó, nó bị đá chuẩn bị rớt xuống cầu, vậy mà nó nhảy bắt được. Vậy mà cũng tin. Thế vậy mà thế giới vẫn có hàng triệu con người vẫn xem những cái bộ phim Ấn Độ nhăm nhảm đó. Không có thật thà gì hết. Đúng không? Tại sao vậy? Tại vì thế giới này á, con người ta đang thiếu những cái gọi là gì? Những cái vấn đề này, vấn đề kia rất là nhiều. Thời gian rảnh rất là nhiều. Và người ta thấy cái gì người ta cũng xem hết. Đúng không ạ? Các chị vô. Bây giờ vừa hỏi các anh chị này. Hơn 200.000 lượt xem cái anh mà phù hộ đó. 200.000 lượt, có 200.000 người xem online, gọi là live stream mà, có hơn 200.000 người xem. Thì các anh chị em biết rằng là gì? Con số đó, chính trị gia còn chưa làm được, không phải ai cũng làm được.
Hiểu gì không? Các anh chị hiểu không ạ? Nên á, ở đây á, các anh chị em đừng có ngại ngùng khi chia sẻ về rau ăn. Đừng có ngại ngùng khi chia sẻ về công việc kinh doanh của các anh chị. Mà vấn đề quan trọng là gì? Các anh chị em có làm ngày này qua ngày khác hay không thôi. Tại vì mỗi con người chúng ta khi được sinh ra, Thượng Đế đã báo ban cho ta một cái điểm đặc sắc nào đó. Vấn đề câu chuyện là làm sao chúng ta nổi bật cái đặc sắc đó ra thế giới thôi. Các anh chị em mình dùng ý chưa? Các anh chị dùng không? Nên á, đừng có ngại. Ngày xưa Vũ cũng ngại. Ngày xưa khi kêu Vũ đứng lên sân khấu, đứng lên trước đám đông để nói chuyện, Vũ ngại cực kỳ. Nói thật các anh chị, Vũ đã từng rơi vào một cái thời điểm là gì? Trì hoãn. Vũ nói thiệt các anh chị, có những lời thời kỳ Vũ trì hoãn 2 năm trời mà Vũ tiếc các anh chị. Trì hoãn là gì? Trì hoãn có nghĩa rằng là Vũ mua máy quay phim, Vũ mua tất cả các công cụ hết rồi, để Vũ nói là Vũ sẽ live stream, chia sẻ, hướng dẫn cho mọi người nhiều thứ về cuộc sống, chia sẻ cho mọi người biết cách kinh doanh này, kinh doanh kia, làm này, làm kia. Nhưng mà nhiều khi Vũ trì hoãn, tại sao biết không? Không biết mình nói có ai nghe không? Không biết mình chia sẻ vậy là nó sẽ đụng chạm ai không? Hay như thế này, như thế kia? Đúng mà. Các chị em hình dung ý. Nên rằng là gì? Vấn đề rằng là gì? Việc của chúng ta phải thể hiện, phải show ra mình đang có cái gì, làm cái gì và mình muốn chia sẻ điều gì. Các anh chị không tin, hãy nhìn vào những cái đoạn clip cơ bản, những cái đoạn clip ta nói nhà quê cực kỳ luôn, những cái loại clip ấy, mà gì, mà nó rất bình dân, nhưng mà nó có hàng triệu lượt like, triệu lượt xem. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị em phải tập cách đó là gì? Tất cả mọi người cùng tập cách đó là gì? Hãy lên tiếng, hãy chia sẻ về cái cơ hội của mình. À, ngày hôm nay, ví dụ, các anh chị em có cái Facebook 5.000 fan hay 1.000 fan hay 500 fan. Các anh chị em có thể rằng là gì? Chia sẻ. Hoặc các anh chị em có thể đăng ký miễn phí các cái phòng Zoom mà 100 người miễn phí nè. Các anh chị em có cái phòng Zoom số Zoom nè, bắt buộc phòng Zoom nè. Các anh chị em up lên trên Facebook của các anh chị. Các anh chị em up lên Zalo các anh chị. Các anh chị em tự điều khiển cái kinh doanh của các anh chị. Các anh chị em vô nói rằng là hôm nay tôi muốn chia sẻ các anh chị cơ hội về rau quanh. Các chị em vô nói gì cũng được hết. Vũ nói các anh chị biết nha. Vũ thấy có một cái anh mà trong hệ thống của Vũ á, khi mà đầu tiên Vũ nghe anh đó nói trên YouTube á, cái anh đó làm bên bộ đội á, anh Tiến. Vậy mà ngày hôm nay anh lên đài M3 sao rồi đó. Anh cũng đang tùm lum hết. Đó, anh cũng chỗ này chút nhạc này, chút nhạc kia anh chút. Nên là anh tới Director 3 sao rồi, chưa lên được Resident. Thì á, Vũ thấy ảnh rất là hay. Đó là gì? Ảnh lúc đầu tiên ảnh nói chuyện á, chưa có chuôn. Nhưng anh ta nói bằng cái tâm của anh ta nói bằng cái gì? Cái anh ta biết. Thế là anh ta cứ chia sẻ thôi. Ảnh có một cái YouTube và cái Facebook của ảnh á, với Zalo của ảnh. Thế là ảnh cứ chia sẻ, ngày hôm nay có cái gì anh chia sẻ, ngày hôm nay có cái gì chia sẻ. Thế mà anh ta lên được Director 3 sao. Anh làm trong quân đội nha. Thế bây giờ vô hỏi các anh chị này. Tại sao các anh chị em không làm được điều đó? Trong khi các anh chị em có điện thoại, các anh chị em có Facebook, các anh chị em có Zalo, các anh chị em cái gì cũng có hết. Các anh chị em có tài khoản rau quanh, các anh chị em cái gì cũng có hết. Các anh chị em có những người tuyến trên tuyệt vời nữa. Tại sao các anh chị em không làm được điều đó? Mà hãy nhớ một điều này các anh chị. Vũ nói với các anh chị một điều này. Nếu các anh chị em dành thời gian ra để đi tìm những con người tuyệt vời để các anh chị em kết nối, kết bạn, thì các anh chị em lại không cần phải tốn thời gian để trình bày cho những người đó. Các anh chị em sẽ không tốn nhiều thời gian để dạy cho người đó. Các anh chị em không tốn thời gian để đào tạo những người đó. Các anh chị em sẽ không tốn thời gian để nói nhiều với những người đó. Tại vì những người đó đã có tiềm ẩn cái gì? Tiềm ẩn cái sự thành công trong họ rồi. Họ đã có sự khao khát trong đó rồi. Mình không cần phải là gì thổi quạt để cho nó lửa bùng lên. Mà họ đã có ý thức. Họ có ý thức trở thành người thành công rồi. Các chị hình dung ạ.
cái cô đó đã thích mình rồi, thì khi mình mở lòng ra, mình yêu cô đó nữa, thì nó thành vợ chồng. Cái anh đó đã có ngầm ý với mình rồi, thì mình chỉ cần nhả ra cái thôi, thì thành vợ chồng. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị chứ, các anh chị em cứ ẹp xem tùm lum mà các anh chị em không biết những người đó họ là ai, thì sao? Thì các anh chị em sẽ bị khổ. Hãy làm cái bước đầu tiên, đó là gì? Hãy quan sát và xem coi những ai là mình kết bạn. Các cô cũng vậy thôi, rảnh đường, ngày đêm gì đó, cứ vô. Trong mấy cái group đó, group làm giàu, cái group mà gọi là các cái diễn giả mà dạy làm giàu á, các anh chị em bấm vô xem, like đó có bao nhiêu người, kiểm tra xem những người đó là ai, các anh chị em xem. Ngày hôm nay mình kết nối 3 người, 4 người, 5 người. Các anh chị em làm ngày này, ngày kia, ngày này, ngày kia. Từ từ các anh chị em sẽ thấy rằng là gì? Sự thay đổi khác đi. Và chịu khó một cái việc là gì? Hãy tự tin lên để chia sẻ công việc của mình cho mọi người khác. Hãy tập gì? Hãy tập live stream. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Thế giới sẽ thay đổi mãi mãi từ bây giờ rồi các anh chị. Các anh chị Nhung à, Vũ xin thưa cho vòng 6 tháng nữa chắc chắn một điều rằng là Vũ sẽ sao? Sẽ không đi gặp các anh chị rồi đó. Ít nhất trong vòng 6 tháng. Các anh chị Nhung. Nhưng mà lỡ 6 tháng sau mà nó có 900 đi. Lỡ 6 tháng sau mà Trung Quốc với Đài Loan hay là khu vực Trung Đông đi. Ta nói là nó y xèo lên cái đi, mà lỡ mà chiến tranh thế giới nổ ra nữa đi, thì xin thưa, còn lâu mới gặp nhau. Các chị em thấy không? Thế giới, tình hình thế giới bữa ngày hôm nay nó bất ổn không? Nó nóng không? Nó nóng rất là nhiều. Mà mình mà không thay đổi, mình mà không sao? Không lo, tập trung vào cái việc gì đó, thì sao? Rất là nguy hiểm các anh chị. Chính phủ hay các tổ chức nó sẽ không giúp cho mình được lâu dài đâu các anh chị. Không đủ năng, không đủ tiền để mà giúp tất cả mọi người đâu các anh chị. Tuyến trên không thể giúp cho các anh chị em đủ được. Người ta có thể giúp cho anh thêm 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Nhưng người ta không thể giúp lâu dài được. Đúng không ạ? Các anh chị nhớ không ạ? Khi hàng triệu con người thất nghiệp, khi hàng ngàn, hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, thì sao? Khi mà người giàu rút tiền ra khỏi thị trường, người giàu thì vẫn luôn giàu. Nhưng sao? Cái số người nghèo á, nó đông. Số doanh nghiệp phá sản nhiều. Thì sao ạ? Thì lúc này nó mới khốn khổ các anh chị. Nên các anh chị em có cơ hội, các anh chị em có công việc, các anh chị em liên kết, thì nó sẽ tốt hơn. Ok ha. Một lần nữa thì đó là những cái điều mà Vũ muốn nhắn gửi với các anh chị. Và bây giờ Vũ sẽ lưu ý lại mấy điểm thôi. Việc đầu tiên, đúng không ạ? Thấy sao? Kiểm tra lại cái tên của mình. Ok chưa? Trên Facebook chưa? Thứ hai là avatar. Thứ ba là có những cái nội dung ok chưa? Và thứ tư, đó là hãy truy cập vào các cái trang như là gì? Là nghỉ giàu và làm giàu hay là người thành công. Hãy hỏi tiếng trên của các anh chị. Những người director các anh chị. Xem coi những cái nhóm nào, những cái cân nào trên đó để các anh chị em kết nối. Và sao? Và hãy nhớ rằng là gì? Thanh lọc thường xuyên để tạo ra những người mới, Hãy nhớ một điều các anh chị. Đừng có nói cái chuyện tham gia round one tiền triệu này triệu kia, tỷ này tỷ kia nhiều. Mà hãy chia sẻ cho họ một cách nhẹ nhàng rằng là gì? Hãy trở thành một thành viên của round one để tận hưởng hết tất cả mọi thứ. Để trở thành thành viên của Round One chỉ tốn có bao nhiêu? Có 109 đồng, tương đương khoảng rơi 3 triệu. Đúng ạ, hơn 3 triệu một xíu. Thậm chí nhiều khi, người ta sao? Thậm chí có những người họ tặng các anh chị. Đúng không? Nhưng, các chị em nhớ một điều này. Trước khi lấy của tặng, thì mình phải biết được cái ý đồ của người ta tặng là gì. Bây giờ Vũ hỏi này, có đầy nhóm nó tặng đó. Nhưng các anh chị em nhận. Nhưng mà sao? Nhưng các anh chị em không làm đúng được với cái hệ thống đó. Thì sao? Thì các anh chị em sẽ bị tiêu. Tại sao vậy? Tại vì làm việc nó phải có hệ thống. Làm việc nó phải có ekip.
bí mật thành công của thế giới này các anh chị là làm việc phải có ekip, làm việc phải có đội nhóm. Đằng sau lưng ông tổng thống Mỹ á, là có cái mấy chục bộ trưởng, đằng sau lưng của các bí thư á, là có biết bao nhiêu cái ông sau lưng đó. Nó phải có ekip. Đằng sau lưng của một ca sĩ, một nghệ sĩ, một cái người nổi tiếng hay một người thành công, đằng sau phải có ekip. Các anh chị em phải tham gia và nghề, mình hợp với cái ekip đó, mình làm việc với con người đó, mình thích con người đó mình làm, chứ không phải rằng là gì cứ qua đây đi rồi cho con tài khoản mà làm nè, tham gia đây đi, cho cái này nè, cho cái kia, cho, nhưng mà cái người đó, cái nhóm đó nó không phù hợp với mình. Chứ mình không nói là xấu, mình cũng không nói nó là gì tốt hay xấu, ở đây không phân biệt tốt hay xấu cái chỗ đó, mà mình có phù hợp đó hay không, đúng không ạ? Các chị phải hình dung rằng là gì, mình yêu cô đó, mình yêu chàng trai đó. Chẳng hạn ví dụ bây giờ đi, muốn nói các anh chị này, có nhiều cái cậu thanh niên ở Pakistan qua Việt Nam, các cái cậu mà thanh niên từ Ấn Độ qua Việt Nam, cái xong bắt đầu ai qua đây á, thì sao mấy cô gái Việt Nam cứ coi phim Ấn Độ đồ nhiều mà, đúng không, anh hùng này kia hoành tráng, nhìn tướng đã ngon lành, thế là quen mấy cô mấy cậu á, thì sao, thì khi yêu cô yêu cậu á thì ok, nhưng khi cô ta mà về với cái gia đình đó thì phải sống trong cái môi trường hoàn cảnh đó, mà cái môi trường đó thì sao, không được ăn mặc hở hang chẳng hạn, không có chuyện mà mặc quần cũn đâu, không có kiểu mà mặc mà ta lại vẫn nhìn thấy hai quả bưởi đâu, có chuyện đó, đúng không? Phải theo gì, phải theo tùy gia tùy tục của người ta, theo phong tục của người ta. Có nghĩa là có thể chấp nhận cái chàng thanh niên đó, có thể chấp nhận cô gái đó, nhưng khi sống trong môi trường đó mình bị áp lực, mình không phù hợp với môi trường đó, thì nó cũng giống như khi mà mình làm công việc cũng vậy, đúng chưa? Các chị em hiểu ý chỗ này không? Nó phải gì, chọn một cái ekip, chọn một cái nhóm, chọn một cái team trên phù hợp để chúng ta cùng làm, và hai bên cùng làm với nhau thì sao, hệ thống nó sẽ phát triển, nó sẽ mạnh. Ok, ngày hôm nay Vũ chỉ chia sẻ tới đó thôi. Đó ạ. Ôi, tới đó còn mà mất hết hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Và hy vọng rằng là một lần nữa thì Vũ nhắn gửi với các cô chú các anh chị em như thế này. Cái kinh doanh này là dành cho lớp trẻ rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ lớp trẻ đang còn thích cái cuộc sống mà gọi là gì, đi làm mỗi tháng có bao nhiêu tiền đó thôi, rất là nhiều, đúng không? Và thêm một cái nữa, lớp trẻ thì ngày hôm nay họ cũng sướng hơn rất là nhiều, tại vì cha mẹ ông bà đã làm rất là nhiều thứ rồi, nên cái lớp trẻ nó cũng không có mặn mà gì mấy trong cái quá trình là gì, động lực để mà thành công giàu có mấy. Thì cái này mình cũng thấy được cái điều đó, nhưng không phải là không còn mà rất là nhiều các chị nhớ. Nên á, một lần nữa Vũ chỉ nói các anh chị này, hệ thống của chúng ta đa phần là những người lớn tuổi, có nghĩa là gì, lớn hơn trên 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, rất là đông. Nên hãy nhớ một điều, cái cộng đồng mà rất là lớn, rất là quan trọng trong Rao One đó, là đối tượng mà khoảng tầm 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, nói chung là từ khoảng 18 cho tới 20, tới 30 tuổi, là cái đối tượng đó là sẽ sử dụng nhiều của Rao One trong tương lai. Nên các anh chị em cố gắng làm sao hãy kết nối với những người trẻ nhiều hơn, những người có tinh thần là gì, những bạn trẻ mà có tinh thần là thành công, máu chiến và là gì, muốn trở thành người thành công và giàu có. Ví dụ ngày hôm nay các anh chị em có, đúng không, thấy Vũ, đúng chưa, thì ở ngoài kia cũng có một cái người bạn trẻ nào đó giống Vũ, đang ở tuổi 20, đang ở tuổi 21, đúng chưa, hiểu ý chưa? Ngày hôm nay các anh chị em thấy Ami, ngày hôm nay các anh chị em thấy Bùi Đình Hòa, ngày hôm nay các anh chị em thấy những chị như là Huỳnh Mãi hay là Mai Linh hay này kia, thì sao, hay là các anh chị em thấy anh Sĩ chẳng hạn, hay các anh chị em thấy chị Âu Cơ chẳng hạn, thì sao, thì ở ngoài kia cũng sẽ có
những cái lớp trẻ, những cái người trẻ họ cũng có sao, họ cũng là có tư duy đó, họ đang có cái gọi là gì, đang có con đường hướng tới thành công trong tương lai. Thế thì ngày hôm nay mình tập trung khai thác vô cái đối tượng trẻ thì sao? Thứ nhất, đối tượng trẻ mà mình chỉ cần chia sẻ cho họ cơ hội tốt mà họ làm, mà họ đạt được cái sự thành công thì sao? Thứ nhất, họ học nhanh hơn mình, họ làm tốt hơn mình, họ sao? Họ năng động hơn mình. Và mình chỉ cần gì? Chia sẻ cho họ kinh nghiệm, những cái trải nghiệm để họ giữ vững, và mình chia sẻ những cái kỹ năng, chia sẻ những cái gọi là bí quyết để giúp cho họ giữ vững lập trường để họ đi. Tại vì lớp trẻ thì có nhiều người họ hay bay nhảy, lập trường họ không vững, nhưng mà mình là những người lớn tuổi, mình là những người đi trước, mình là những người thành công rồi, mình đạt được những cái điều này rồi, mình có kinh nghiệm rồi, thì mình sao? Mình uyển chuyển và mình khéo léo trong cái việc lèo lái cái công việc của mình, cái sự nghiệp của mình. Ok ha. Rồi một lần nữa cho Minh Vũ xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị em đã chú ý lắng nghe trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc tất cả các anh chị là sớm đạt được cái giấc mơ của mình, đạt được cái những cái mong muốn của mình. Một lần nữa Vũ chỉ nói với các anh chị em như thế này. Thế giới đang bước vào một thời kỳ rất là quan trọng các anh chị. Thay đổi cực kỳ lớn. Nên các anh chị em phải nhớ một điều rằng là gì? Hãy tiết kiệm tiền bạc của cải. Và quan trọng hơn nữa đó là gì? Hãy thường xuyên nâng cấp mình lên. Thêm một cái nữa đó là gì? Hãy tập trung vô gắn kết với những người thành công, những người khao khát thành công. Bởi vì những người đó sẽ rất là hữu hiệu cho cái cuộc sống tinh thần của mình trong thời gian tới. Các anh chị em phải nhớ này, khi thế giới gặp ra rất là nhiều vấn đề, những người giúp cho các anh chị là bởi vì họ yêu các anh chị, họ thích các anh chị, họ quý các anh chị ở một đức tính nào đó, họ sẽ giúp cho các anh chị. Nên đó, ở đây Vũ chỉ nói các anh chị em một điều như thế này, một điều cực kỳ quan trọng. Nhớ từng này nha các anh chị, hãy nhớ từng này các anh chị. Thế giới này các anh chị em sống lạc loài, sống một mình, thì đại dịch này đến các anh chị em sẽ bị chết dễ dàng. Các anh chị em khó khăn cực kỳ. Nhưng nếu các anh chị em ở trong một đoàn thể nào đó, các anh chị em ở trong một nhóm nào đó, thì tỷ lệ các anh chị em rơi rụng, tỷ lệ các anh chị em chết đói, tỷ lệ các anh chị em khó khăn, nó cũng sẽ ít đi rất là nhiều. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại bây giờ, các anh chị em sẽ thấy được điều đó. Ok ha. Rồi, chúc tất cả các anh chị em có một buổi chiều nhiều niềm vui. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Bye bye. Rồi, cảm ơn phòng Zoom của Ami nhé. Tuyệt vời quá. Chúng ta hãy cùng comment thật nhiều trái tim để biết ơn thuyền trưởng của chúng ta. Vâng. Xin thay mặt ekip biết ơn thuyền trưởng rất là nhiều về buổi chiều chia sẻ sau hơn 3 tiếng ạ. Thuyền trưởng đã chia sẻ những cái giá trị vô cùng sâu sắc, những cái điều vô cùng sâu sắc để cho anh chị em trong cộng đồng Mai Đâu Ăn chúng ta khai mở những cái tâm trí để cho chúng ta không có cái cảm giác bị hết khách hàng, đúng không ạ? Đó chính là cái cách mà để cho chúng ta biết cách khai thác nguồn khách hàng và chúng ta tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Và sau cái buổi chiều hôm nay chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị em chúng ta sẽ sửa lại trang Facebook của mình, đúng không ạ? Chỉnh sửa lại trang Facebook của mình. Và nếu như anh chị em nào muốn nghe lại thì chúng ta có thể nghe lại, bởi vì buổi Zoom đã được ghi lại ạ. Vâng, xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn biết ơn thuyền trưởng rất là nhiều ạ. Hãy comment thật nhiều, thả thật nhiều trái tim để biết ơn thuyền trưởng ta. Vâng, đúng không? Và tiếp theo chương trình ạ, chúng ta sẽ cùng đến với